quen nào người ta? Đỡ không quen nãy hả? Không đỡ quen lớn hơn hay sao? Đỡ được chứ. Mà đỡ quen đây nào cũng được. Là con công sinh là cô, rồi có. Cái Việt Nam một chỉ nè chị ơi, chỉ cho chị học ta ơi. Cái vòng em đang mang này là vòng tay này nhiêu vàng người ta? Vòng bọc vàng, à được, đổi bên, phải được chị. Vòng bọc vàng chị uống đi bao nhiêu màu vậy chị ơi? Đi nữ mà không bà nội. Nè chị Hiền, chị coi nè, em lấy cho chị 6 lượng, nó đem lấy cho em 10 lượng nè chị, ống đồng nè, vàng cho tới 10 lượng đó chị ơi. 6 lượng thôi. Không có 6 lượng, chị có 2 lượng, 1 lượng, 10 lượng. Cái em lượng không có hả? Có luôn. 9 lượng còn có, chị 6 lượng. Và bọc vàng, à tí xíu nữa, tí xíu nữa nghe ngơi kìa. Dạ rồi, cảm ơn anh Trung. Thôi chị ơi, nó hết rồi còn này thôi. Chị hôm nay ống đồng được hả? Rồi để mọi mẫu khác cho. Hay là cũng được. Thôi nó còn. Cái giờ em đang mang là 1 lượng 4 2/4. Cho Việt Nam là 1 chỉ 3/58 nè mấy chị nè. 1 chỉ 3/58 cho em gái nha. Được chưa nha? Rồi chị Phân ơi, chị Hân. Dây chuyền sẵn 2 màu thôi, chứ không có 1 màu thì sẵn 1 vàng thôi. 3 chỉ nè. Vậy lúc vô điện thoại nữa nè, có điện thoại chị coi. Đây nè mấy vị, là rồi cái gì đây? Lắc tay xi lắng sẵn giống như luôn nè. Rồi còn cái gì nam ống nữa. Đây chị Bách Trâm ơi, vòng tay trái, vòng bên tay trái bên kia em ạ. Cái này lắc tay vòng ta ơi. À 4 chỉ. 4 chỉ được không chị? 4 chỉ nè. Này nguyên hết bộ luôn, có bông rồi nữa. 1 triệu. 1 chỉ hả? Cái này 1 chỉ 234 chị nè. 1 chỉ 234. Đó, ủa sao chị mới nhắn sò 50 á chị? Dòng này em đang mang là 1 lượng 1 2/4 chị ơi. 1 chỉ 234 được không? Được, lên luôn cho chị luôn. À lắc tay thì đắng đi mấy em hả? Rồi để em đo. Để coi còn chị Nam. Chị Nam đây nữa nè. Đây còn chị Nam nữa. À lắc em đeo mấy chị vậy chi hả? Dạ lắc em đeo là 4 chỉ lấy 1. Chị cục vàng Hương Nguyễn ơi, 4 chỉ 001. Cái gì vậy? Bố Phật, làm sao mà em mới lịch của Úc chị được chị? Chị ơi, làm sao mà lịch lịch của Úc được? Thầy đất ơi, chị ơi, chị có cho em giống chị Tâm mà đeo chị gì vậy Tâm? Dạ mấy lượng đi, 10 lượng hả? 10 lượng. Chị phải đặt ra 10 lượng nè. Phải đặt ra 10 lượng chị ơi. Để một vàng phải đặt 10 lượng. Con hổ báo gì em đây cho em 10 lượng mấy chị. Trời ơi. Dây đó nhiêu hả? Dây nào dây này 10 lượng nè. Đợi một chút. Dây màu nhỏ bao nhiêu em hả? Dạ, 2 màu nhỏ hả ta? Sắn vuông có được không chị? Chị giỡn thiệt làm suốt hả? Ồ, công việc em cũng thiệt luôn mấy chị ơi. Bình thường nha, em một trưa em đi em cũng suy nghĩ á. Không khi nào em nhắc nghỉ một ngày được liên tiếp thiệt luôn á. Em toàn nghỉ nửa buổi với một ngày thôi à. Chứ không làm nghỉ hơn hết trơn á. 7/9 mấy chị ơi, này 7/9 nè. 7/9. 8/8. Lấy nó 1 chỉ thôi. 1 chỉ thôi nè. Ừ. Vòng đó, đợi ông xíu lên cho. Rồi, dây sắt vuông chỉ 7 mấy chị ơi. Lên mặt xanh hả? À, rồi, đợi con chút cô lấy mặt xào ơi. Lấy mặt xào. Mặt xanh đâu? Mặt xanh đâu rồi, đợi dây sắt chị xe cho cổ nhau của đợi, cố người nhà mà. Cái này là 3 chỉ 2 63. 3 chỉ 2 63 mấy chị ơi. Chị nói em sắn 2 màu gì đó. Rồi cái này nữa là em còn dây nhẹ nữa, si 2 màu em còn gì lắm nha. Mà si 1 màu thì em hết thôi. Chứ mà em còn gì lắm á, mấy chị muốn mua 2 màu, mà em lên cho. Chi hỏi cô hỏi giùm chi hả? Chi có hỏi giùm chị hả? Hỏi gì hả chị mua bạch? Hỏi gì chị cục vàng? Hỏi gì hả chị? Chị Hương này lắm là chị đeo Hương đeo vừa luôn á. Cái này là size như đây? Cái này là size 52-54 đây vừa cục vàng ơi. 52-54 đây vừa cục vàng Hương. Hương có biết không Hương? Rồi xe tiền công chấn động luôn. 1 chỉ 332. Tiền công xăng xe cho mấy giờ là như đây 258 thôi được rồi. Chốt nơi mấy chị ơi. 5461. 5.461 nha. 5461 là mấy giờ có đơn nha. Hả à, chị 4850 hả? Hỏi công ty đồ cũng chưa chứa à. 4850 hả chị? Tay 50 được á. Được. Mấy kêu của em hả? Rồi kêu gì ta? Cô ơi cái này 50 đây vừa đó cô Hân ơi. Chị Hân nghe đây vừa chị ơi. 4 gì đây? 5.461.000. Chưa có gì mà trời, có báo nấu chưa?
mua bún đành lệch ai phải mua. Dạ ai mua bún đành lệch hết trơn chị ơi. Vâng, cảm ơn size 50 bọc vàng luôn, bọc vàng ơi. Đây, em có như này là 1 chỉ 0.95. Không cần đâu, chị không cần đâu. 1 chỉ 0.95. Tiền công sale chỉ 100 luôn, tiền công sale là 230 thôi. 4.490 chị Bích Trâm ơi, 4.490.000. Công sale giá 230. Tiền công sân sale là 230 chị nha. Trời ơi, chị không có đẹp lắm chị ơi. Dòng hả chị? Dòng tiền công sale giống như là 1 triệu rưỡi thôi. Tiền công sale 1 triệu rưỡi, 11 chỉ 24. Tiền công sale 1 triệu rưỡi, 45.224.000. Dòng mà là 45.224.000. Dạ Trúc Mai ơi, lắc lắc vàng xin cho chị nha. Vừa chị, vừa cháu đi vừa đó chị Hân ơi. Cháu cục vàng ơi. À gì để ba dây chung đi em, ok chị. Cái này là 45.224.000. Tiền công sân xe 1 triệu rưỡi. Ở ngoài trường tiền công là 3 triệu. Chị thấy đẹp, chị thấy đẹp, đẹp mà. Đẹp mà. Rồi ok, chốt luôn nha. Rồi cái lắc tay này mấy chị nè. Là 4 chỉ 01. Tiền công ngoài trường là 1 triệu 4. Hôm nay tiền công chấn động luôn lại như đây. Tiền công xe còn là 6 tỷ thôi. Chốt lên mấy chị yêu của em ơi, 16.164.000. 16.164.000 là cái lắc tay này. 16.164.000. Tiền công mấy chị mua này mấy chị là tầm khoảng là có là 800-900. 16.164.000. Rồi chị ông cháu cái này vô hôm nay nè. Để ba chung. Rồi chị Ngọc Liên Hoa nha. Hình như là như có bông tay sẽ đắn sẵn nữa gì mấy chị ơi. Rồi, để cái này lên cho. Chị ơi, tôi gọi bên like cho chị. À, dây chuyền là 7.9 là mã 1 cái gì nè. Vòng bớ công đi em ạ. Dạ chị Thiên Nga ơi. Chị cứ tham khảo chị, biết làm sao không chị? Trên like là em nói cái nào là tiền công chắc cái đó mới trời. Chứ không có xe được mấy chị nha. Cái là tiền công ở ngoài trường mấy chị mua đi. Hàng hiệu luôn mà xi hay màu. Tiền công ở ngoài trường mấy chị phải tầm 3 triệu rưỡi 4 triệu. Chứ không có nha mấy chị ơi. Đó, cái này là một tiền công xe có 1 triệu rưỡi thôi. Lắc xi đắn dài em hết mất tiêu chị Lân Ly ơi. Alo chị Tây Nguyễn ơi, với chuyện 10 lượng này chị Tây Nguyễn. Vàng công ty 980. Chị ơi, chị mãi nhắn nhắn hôm qua rồi, nhận tiền chưa? Nhận tiền chưa chị ơi? Theo ông Tâm Đường coi. Rồi, rồi, chơi đến đâu rồi? Đây, đây, đây. Đây chị nè, cái này là như đây, nhiều quá hả? Chị muốn mấy lượt đặt đi, em đặt cho chị chơi cho đẹp. Cho đẹp gái chị ơi. Em đặt đi, vẫn tính giá thằng sale cho. Với bằng thằng sale luôn chị luôn. 1 chỉ 234. Rồi các cái bên là 1 chỉ 0.95 và 7.9 và 7.9 đó chị muốn lấy cái nào thì chị muốn 6 lượng hả hay làm cái gì đi hả? Em làm cho 6 lượng cho ba bước 6 như chị luôn đặt cái chị ơi giờ chị ngồi đặt cái gì đó chị Bích Trâm lấy cái nào thì bình luận giùm em gái nha. Rồi bây giờ em lên nè đặt cái gì đặt cái khoảng tầm 1-2 tuần thì có em làm nhanh cho em làm cái gấp ba lên đó, cái này có 4 len này còn 3 len. Ủa cái gì cũng còn đồ bờ đúng 4 len phải không? Rồi lên mẫu gì chị ơi? Em chính nhiêu à? Rồi cô Lý mặt xào. Mặc cái gì con công? Con công quyến rũ rồi cô nè. Tiền công ngoài trường khoảng là 900 với 50 nữa nha. Cô nói tiền công cho cô còn như đây. À, nhiêu đây? Cô giàu quá mà sao tiền công mắc mắc đi. Sao điều 3 được không? Tiền công được không? Ờ được không có chị? Tiền công ngoài trường là 950. Mình chia làm 2 là 450 phải không? Cho ông chịu chia còn 500, 450. 450 thôi. Thêm 400 ngàn thôi. Đây còn 400 đi. 2 chỉ 6.95. 10.884.000 cô ơi. Mặt con công 10.884.000. Con công màu xanh. Con xe 400 anh chị ơi. Tiền công xe 400 ngàn à. Đó cô chào cô mới cho cô đó. 7.9. Tiền công xe là 2.9. Rồi cái này là 3.363.000 chị ơi. 3.363 dạy em gái nha. Rồi chốt cho Lý mặt sò luôn. Mặt với mặt cái chuyện nè. Dòng có hạt xanh 50 em có rồi chị ơi. Dòng có hạt xanh 50 em gái có rồi. Lên lưu với chị nha. Đây là 3.363.000. Em có một cái nhẫn bông mây xanh. Trời ơi đẹp cũng tác giò không có chị. Nó đẹp cũng tác giò không có chị. Đẹp gái không? Xinh lắm luôn á. Cái chuyện là chị Bích Trâm Nguyễn Trần ơi. Cứ lấy cái chị nha. Đeo thường ngày được chị. Rồi Vivo của chị Bích Mai. Đeo đẹp lắm chị ơi. Để là ngày đẹp ốp, yên tâm. Cái này size như đây không phải size 50 đâu. Rồi dòng xin 56 đi em lấy mấy bộ ấy. Còn cái này size 52 rồi. Cái này 48 mà có 50 rồi. Em có size 50 rồi chị Tâm.
lệ phi đó là. Dạ khách hôm qua chuyển khoản mất tiêu rồi chị ơi, cái này 48 có 52 54 rồi. Không có 50. Dạ đúng rồi chị, dây này là 3.363.000 chị Đức Mai ơi. Tiền công xe là 290.000. Đó, chị cháu luôn, chị cháu thì để ok giùm em nha chị. Đó, chị cháu thì ok giùm em. Vòng Simen 56 chị uống bản mấy ly chị Trần Việt Đức ơi. Rồi em lên nha. Em lên cho. Đó. Gì chụp chị hả? Đây đây đây. Đây, uống giùm mấy nè. Nói chung là hai cái nó giống như chai nhau chị ơi. Bốn phân đó chị, ba bốn bộ. Hai cái giống như chai nhau thôi, nhưng mà em nghĩ đó chị đã lấy cái này để chị bắt trăm nè. Cái đẹp hơn cho chị nha, em nghĩ cái này đẹp hơn. Chụp qua chị. Rồi chị Trúc Mai lấy cái nào Trúc Mai ơi. Cái này mở ra chị đi, 10 lượng mở ra chị đi. Chị đây chị muốn chết luôn á, quan tâm. Rồi mấy anh chị hồi nãy mà muốn em lên cái gì mà bông tay dài còn đó không? Bông tay dài còn đó mấy chị. Đây là mấy anh chị nè, bông tay. Bông tay toàn ten dài xinh lắm mấy chị ơi. Đẹp cái không mấy chị? Bông tay nha trộn, đẹp cái thác cái đất luôn quá trời trời. Cái gì trời đó? Mấy chị của em đi đâu rồi? Bình luận vô cho em liền mấy chị nha. Đó, vô xăng kéo gì cho. Cái nhãn này nó rộng quá vậy trời. Bông tay toàn ten lắm mấy chị nè. 3 phân mấy hơn 1 triệu cũng có mấy chị. Đó, lắc hai vòng lại bi cũng được em hả? Dạ em lắc lại bi chị Trần Thị Đức ơi. Em gái có lắc tay lại bi không chị? Trời ơi đẹp mấy chị. Cái này mấy chị mua tặng cũng được nữa nè. Con xỉu luôn. Có mấy vân vàng thôi. Nở dưới này kìa. Nó liền liền xuống. Đó mấy chị nè đẹp không? Một vàng đẹp như hoa hậu luôn. Một vàng đẹp như hoa hậu luôn mấy chị. Đó xinh lắm, nhẹ vàng. Vừa túi tiền mấy chị nữa nha. Đó vậy đó mấy chị mua nặng vàng mấy chị đeo xỉa tay đúng không? Cái này bây giờ nó nhẹ vàng hình ảnh cực kỳ luôn. Cái này em sẽ hết thành công mấy chị luôn. À không có vòng lệ vi hả em ạ? Dạ vòng lệ vi em có nhưng mà khoảng tầm một lượng được không chị? Một lượng đi sớm mua được không? Một lượng đi sớm mua được không? Để em lên luôn cho. Đây bông ta là mấy chị nè chị Nguyễn Thảo gì đó. Má 1 giùm em nha, má tua cái gì nha. Má 2 má sáng nè. Đó má 3 có một màu hồng luôn. Má 4 là toàn tay nhẹ. Má 5 tới tim ha. Đó má 6, má 7, má 8 mấy chị ơi. Đó má 9. Ồ đẹp quá chị. Sốt sắc nha. 52, 53 là em bị hết hàng đó chị ơi. Đây em gì nè, 2 nè, 4 nè, 6 nè, 8 nè, mã 10 luôn. Chị nào muốn đeo bông tai nha chị, nó đẹp sốt sắc luôn quá chị ơi. Tiền công sale trắng động giống như vậy luôn. Tiền công á mấy chị, bình thường em bán tầm khoảng là có là như đây 301, 302 nha. Bữa nay em tiền công cho mấy chị như đây biết không? 180 ngày tiền công thôi, đồng giá luôn. Tiền công xe 180 đồng giá quá chị. Đồng giá tiền công nha, xe 180 thôi. Rồi trọng lượng cắt được thì được nhưng mà cắt nhiều quá sợ không đẹp. Đó là 6.45. Tiền công xăng xe 180.000 mã 1. 2.689.000 tiền công xăng xe 180.000. 2.689 mã 1 cho em gái nè. Rồi mã số 2 là 6/18, tiền công xe là 180.000 luôn. 2.584.000 tiền công xe đồng giá mấy chị ơi. Giá móng câu, chị móng câu là bông tay hiếm lắm chị. Móng câu có 2 hộp bạc thôi. Không móng câu hộp bạc mấy chị ơi. Rồi bông tay màu hồng là 4.29, tiền công xe đồng giá 180.000. 1.849.000. Đó, mỗi thứ có một đơn mấy chị ơi. 1.849, để dưới nè. Đúng rồi, đúng rồi. Lên dịp xem tối hả giờ rồi. 2.680 chị mấy bỏ ơi, 2.689 chị mấy bỏ cháu đúng không chị mấy bỏ nè, bông nào sao mai có luôn chị, 2.689 đúng không chị mấy bỏ ơi, đúng thì ok em nha chị nha. Đó rồi cái mã này là mã thứ tư 3/08, tiền công xăng xe 180.000. 1.378.000 giùm em. 1.378 tiền công xăng xe 180.000. Đó, dán này, dán này. Mày bảo đúng không mày bảo? Rồi, bông này là bông tay có mặt cười 4/02, tiền công xe 180.000 trắng đậm luôn. 1
Ok chị ơi, cái đó là 2687 nha. Cọc giùm em là 1 triệu, để nội dung là tên, nếu không may bỏ. Không được đi mua về ha, cọc bao nhiêu hết nha chị? 3 triệu lớn rồi. 2 năm. Đúng rồi, chốt hôm nay đầu tiên đi, đưa qua rồi đó, đúng rồi. Rồi, bông này là 1.744.000 ngàn giùm em. 1744. Là bây giờ có đơn nha. Tiền công xăng xe đồng giá 180.000 quý chị. Nhắn cái gì đang đem đi mấy về em hả? Nhớ vô hàng lặt chị ơi, quên lặt. Rồi mã này là 4/78. Tiền công xăng sale 180.000. 2039. 2.039.000. Bông mặt cười. Rồi bông mặt cười chốt cho Nguyễn Kha 1744, cầu giùm em 500.000. Nội dung cái tên Facebook của chị, đừng có mua về hết của chị nha. Rồi chốt chị một đơn. Không được yêu bông gì luôn. Rồi bỏ thuốc này ngưng cục vàng ơi. Đó, tiền công xe quá rẻ mấy anh chị ơi. 2.039.000, tiền công xe 180.000 đồng giá luôn. Mã bi 933. Tiền công xe 180.000 luôn. 3009. 3.000.009. Từ 3809 xin lỗi quý chị. Chị Thanh Văn ơi, chị gọi cái nào chị gọi lại giùm em Thanh Văn ơi. 3809 công xe giá 180. Bông bi 3 tầng nhỏ trung lớn. Bi ở trên này là bi nhỏ, bi trung bi lớn cái gì nè. Đó. 3809 là mấy giờ có đơn nha. Dạ phải đặt đợi một chút xíu. Lên bông bạc khoen đi đi em ạ. Có luôn, đợi tí chị ơi. Bông bạc tay có mặt có luôn chị. Lấy một tay có thật giờ sắp tay bông bạc luôn. Rồi, đây là 4/22. Tiền công xăng sale là 180.000 chốt đơn. 1.822.000. Công mã này mã 8 nha. 1.822.000 mấy chị ơi. 1822 tiền công xe đồng giá 180.000 thôi mấy chị. Rồi bông tay trái tim hình ngô sao 4/08, tiền công xe 180.000 luôn. Rồi mã 8 nha. 4/08. 4/08. Công xe giá 180. 1767. 1.767.000 bông tay thước ta thước ta. Đó, 1.767.000 chốt đơn đổ dẹp được mấy chị nha. Rồi bông cho bi, tiền công xăng xe 180.000. Con bi đọc lấy trong được về là 6/49. Chia sẻ thái lai cho em nhiệt tình đi mấy chị ơi. Em xin công chấn động luôn. 2.705.000 bông tay bi 2.705. Ủa em tắt bằng 1 chưa em cho chị mình lùng nha. Trời ơi. Thế rồi hả? Thôi cơ mấy chị ơi, nhanh tay chút lên mấy chị gái. Đó, bông tay là mấy chị, em đưa mấy chị coi một lượt nha. Một lượt luôn. Bông móc căng là chỉ có bông tay, bông sỏ chị ơi, bông sỏ được không? Chứ móc căng chị Nguyễn Như Thảo ơi. Để mấy chị, bông tay em đọc lại nha. Bông tay hôm nay có hộp, có hộp cắm không chi hả? Khen mò giờ hộp cắm giấy hàng công ty ơi. Bông đầu tiên là 2584, tiền công xăng xe 180.000 em qua mẫu nè. Đó, dòng cái hạt ra bây giờ em còn dòng con nhộng. Bông tay màu hồng 1.849.000. 1849 bông tay màu hồng. Rồi, bông tay 1.373.1378. Bông mặt nhỏ cũng được hả? Rồi để em coi. Cảm ơn chị. 1378. Trời ơi, xe tiền công chấn động quá chị ơi. Chia sẻ thả lại cho em đi. 1378. Cảm ơn mấy chị nhiều nha. 2.039.000 bông tay. 2039 bông tay. Rồi bông bi 3809. 3.859.000. Mấy làm đỡ chút xíu nó đi chị nha. Em ta lên được cái giải bông tay rồi. Bông an toàn tan tim 1.822.000. Con xe làm giá 190 luôn, 180 chị ơi. Cái giá bút tay trái vậy rồi để em bỏ vô cái bịch tự nhiên ăn này khoen bình thường mà ngang 1.769.000 67.000 1.767 bông tay rồi rồi có kia nó rớt luôn rồi. Cái nhẫn này nó có hai ly dòng cái mặt em về em còn dòng nhộng gì nè đó dòng đỏ được không vậy chứ màu xanh em hết đi năm 2 năm 4 rồi. Một chiếc là size 18 nè. Một chiếc là size 18 giùm em. Và một chiếc là size số 14. Chị nào không vừa tay em chỉnh đi cho mấy chị luôn. Tiền công ngoài trường hỏi là có là 520, 504. Hôm nay khi nạp sẽ tiền công còn như đây. Còn 203 thôi. Tầm lượng vàng để coi chiếc nào nặng nhất đã. À này là 1.047. Tiền công sẽ là 203. 4303. 4.303.000 chờ chốt đơn và lời em gái nha. 4303 tiền công sale 230.000. Nhân tay chốt đơn mấy chị ơi, 4303 mềm gái nha, có chị Hương thôi mấy chị ơi. Quá đẹp luôn. Hồng cao và có gì Dương Huệ ơi, chú mấy chị nè. Cô Kim Diêm ơi, lên cô nha. Lấy nhãn kim lặt ba hàng đi cô ơi. Đó, phải lặt ba len. À lên đồng cho em xem với hả? Dạ dòng lệ vi. Dòng lệ vi bự bự á. Bự đúng không? Ok.
4.303.000. Lên bao nhiêu thằng các chị là có luôn. 4303 là bây giờ có đơn nha. Rồi có mặt đây. Một rừng hoa mi nữa. Một bầy chim én nữa thôi. Năm ơi. À size 10 chị hả? Rồi để em coi có này em lên cho. 7/93 bông tay viền cắm thạch. 7/07 chị chọn cái mã nào? Rồi còn nữa gì hết đâu? 6/12. 6/12. Ngày 15 tháng 12 em có tặng lịch nha Trần Phượng ơi. 9/12. Rồi chưa hết đâu mấy chị, 7/65. Để mấy chị. Rồi bông này bông bạc nè. Bông bạc cho người lớn tuổi mà nói tay phải có nói tay giống vậy nha. Chứ bông bạc người lớn tuổi đeo sợi xệ nè. 8/75. Rồi mấy chị muốn lấy mã nào nữa? Chị muốn lấy mã nào? 18 nhân Duy hả? Ok Hoàng Duy. Đã để chiếc mã này nội dung mà tên Hiếu thôi nha. Đừng đi mua vàng cọc nhẫn gì hết nha anh trai ơi. Rồi chốt cho anh Hoàng Duy một đơn. Rồi Hoàng Duy là cái nhẫn đi 18 nè. Còn một chiếc kia cháu luôn không chị ơi? Nhẫn kim tiền Highland. Chị cầm mỗi con sổ tay đi mấy chiếc. Tiền cao nguyên 253 vô nè. Đó chị muốn lấy cái mã nào nè? Muốn lấy động lượng bao nhiêu thì chị cứ lên nghe cho em nha. Để em lên chị gái luôn. Nhắn đi 10 đợi em chút xíu lên cho mấy chị cho. Đợi em giống chị, đợi em nha. Đó, bông tay cẩm thạch là chị nè. Có được chưa? À lên vòng tay đi em ạ. Có luôn. Vòng tay muốn mấy chị cũng có hết trơn mấy chị. Đợi em, đợi em. Đợi em, đợi em nha. Đó, vòng tay chỉ tư được không chị? Rồi vòng tay gì đây? Vòng tay dưới đây nè. À 4/273 nè. Đó, được không? Để em lên luôn cho chị nè. Rồi vòng tay hơi mạt nè. Sao lại cười? Sao lại cười em hả? 3/7/8. Đây là dòng lễ vi nè. Rồi cái này là dòng lễ vi nè chị nè. Đó, cái này là một lượng tốt chị nè. Một lượng tốt được không? Nhẫn là chị nè. Đó, nhẫn luôn chị nha. Đó, được cái này lấy giùm em luôn. Rồi em qua. Rồi lên cho mấy chị. Lên trời, lên phòng lễ vi rồi. Lên chồng tơ à. Dòng tay, à lên nhẫn, lên nhẫn. Lên nhẫn có một chỉ ni tay nhỏ. Không phải ni nhỏ. Đây chị ơi, em có cái hộp trắng đó chị nè. Vòng chữ vòng chỉ chữ T đi nhiêu á em ạ? Vòng chữ T ok mấy chị. Cái đeo vừa chị ơi. Một chỉ 173. Cái này size như là cục vàng ơi. Đây size số 9 luôn. Có gì chỉnh đi 10 được các chị nha. Tiền công sale là như mấy chị. Tiền công sale là 258 thôi. Chốt đơn 4843. 4.843.000. Con sale giá 280.000 mấy chị. Nhân tay chốt đơn 4843. 4843 chị nào em nhận xe nhỏ nè. Dẫm nhà xe máy. 4.843.000. Một cái nhận tiền công sale 203. Bông bằng của nhỏ đợi xíu lên cho. Rồi cái này là vòng tay tiền công sale 1.4. 44.914.17.000. Tiền công này trường hợp hỏi là cái 3.950.000. 44.917.000 chị ơi. Bông phen nhỏ nhỏ hả? Rồi để em coi. Rồi ok luôn nha. Bông bạc nhỏ nhỏ đi em. Hả ok chị nè, lấy bông phen nhỏ nhỏ đi. Cảm ơn. Nhỏ lớn mà ra đi chính là không em hả? Nhỏ bông phen nhỏ nhỏ chị ôm với tay. Không, không được chị. Hồi càng tốt. Chị có lịch chưa em? Ngày 15 tháng 12 chị Ngọc ơi. Chị Nhi Nguyễn ơi. Cái này là size 50. Chắc 50 được không em chị? Size 54 chị ơi. Tầm này size 50 em ơi hả? Dạ cắt được chị. Được nhưng mà nhà nó không đẹp nha. Cắt nhiều quá nó không đẹp hả chị nha. Được mà không đẹp. Rồi cái này là vòng chữ H size 54 vậy được không? 3/7/8 nè. Tiền công ngoài trường khoảng 1.2.000. Hôm nay em sale tiền công cho mấy anh chị là như đây. Tiền công sale giống như là như đây ta. 500.000 thôi. 14.924.000. Dạ, cái đấy được chị Duy ơi. Chị được cái chị nha. Con sơ giá 500.000 mấy chị Duy ơi. Con xong sơ là 500.000 thôi mấy chị ơi. Chị Duy ơi, chốt tình yêu ơi, trời chính em mới biết. 14.924.000. Một cái vòng tay chữ hờ. Chính này bao nhiêu hết luôn. Có gì mặt luôn á, xăm thanh ơi, đồng lượng nhiêu chị cho coi khóa hả? Khóa này cô nè. Có một à, nhẫn đó đi mấy chị, đi số 9 chị Thảo Nguyễn ơi. Chạy dây không chỉnh được hả chị nha. Nhãn hột trắng này đi, chính đây cục vàng rồi. Tiền công sale 500.000. 14.924.000. Với lên mặt chị muốn nặng hay nhẹ nè. Chị muốn nặng hay nhẹ, bình luận em lên cho. Rồi lên bông tay hả? 54 cục vàng hả cục vàng? 54 cô ơi cô à. Rồi lên đây mấy chị này nhận biết. Ôi ôi, có những mô kim tiền đẹp mấy chị.
Nhắm mắt em tìm quá xinh đi, cái 7 phân hơn thôi. 7 phân hơn thôi, đẹp cực kỳ luôn. Đó là cái nhẫn đẹp lắm chị nè. Ờ, toàn tiễn không thôi. Nhẫn cao mới mình lên luôn chị. Đó, chị là phải Facebook cái gì á mà Trúc Ly với lại là thành phố thợ sao thành phố không? Xin sờ xài gì Facebook quá vậy? Một chỉ 561 nè. 50 không có, một vàng ơi, nhẫn cao không có lên nữa chị rồi nè. Để nó lại vậy nha. Chị cậu nói đen đen có mình mua. Này là một chỉ 173, tiền công sân sale là 280. 4.843 nha. 4843 size số 9 chị gái ơi. Rộng và cái này được anh chị nha. Size số 9 giùm em. Con của em bé chị nè. Không phải quen, một em ôm của em bé đâu. Nhẫn không giữ mà đỏ đi mấy hả? Rồi điểm đo. Cái nhẫn là 1.155. Tiền công ở ngoài thị trường đó là tầm 550-600. Hôm nay sao thì coi giống gì là gọn như đây 300.000 thôi. Chốt lên mấy chị ơi, của em ơi, 4.793. 4.793 này do mặt trời ơi. Con sale giá là 300.000 trên tay, chốt lên mấy chị ơi, đeo đường chỉnh đi cho mấy chị. 4.793 nè. Một cái nhẫn ví hột trắng của mấy chị ơi. 4.793. Rồi bông que ôm giá tay em có rồi nha chị. Đó, em có tay lệ vi đẹp mấy chị. Lắc tay lệ vi nè, bao xinh cho mấy chị luôn. Cái này là size 52 đeo vừa. Size 52 đeo vừa mấy chị ơi. Dài 16.5cm. Size 52 đeo ok không quý chị? Đẹp không quý chị? Ờ, ta nói chứ chợ đẹp lộng lẫy một yêu xa nơi cũng đàn. Sáng chói luôn. Nhẫn mình có giữ á. Để đâu, để đâu, để đâu. Để coi có nhẫn lấy mấy nhẫn không già lệ vi nè không? Tay có luôn không quý chị nè. Đó rồi, đẹp quý chị. Nguyên một sách bộ, trời ơi tôi nói chứ. Điểm 10 chứ không có nhân quá vậy nha. Điểm 10 chứ không có nhân luôn. Vậy cũng nói đem có đâu mới chơi này. À, trong Tết này có về kiện công ty hả? Dạ được chị, về có kiện của chị nha, chắc kiện với chị gái ơi. Nhãn màu đỏ, bông ngọc trắng 5 ly công chi. Dạ có luôn chị, nguồn tiên. Một trái như có đấy trong này ngăn nè. Chị Thảo ơi, cái này size số 15 chị ơi. Đó, 14.515 chị. Tiền cao em sale cho mấy chị có 350 à. À, 8.589.000. Đo lưng khóa là 16.5cm. Cục vàng ơi, con đeo vừa, con đeo vừa. Rồi, lệ vi bao nhiêu cơ chị Phạm? 8.589.000. Lệ vi là lắc hay nhẫn chị Phạm Phạm ơi, lắc hay nhẫn cục vàng ơi. Lắc hay nhẫn ơi, em lên này em đi. Rồi, lên mấy chị nữa nè, cái à, ra đi một dính được không? Được chị, được. Được luôn chị Mỹ Nguyễn ơi. Được, 100%, được luôn. Có rồi, bốn cháu. Lắp kìa, lắp kìa, lắp kìa, lắp kìa, lắp kìa, lắp kìa. Cái là chiều dài là 16.5cm. Trọng lượng vàng là 7.068. Tiền công ngoài trường là khoảng 2.6 triệu. Hôm nay mà sale tiền công là 1.2 triệu. Tiền công sale là 1.2 triệu thôi. 7.068. Tiền công sale 1.2 triệu. Tiền công 350 chị Thảo ơi, em sale tiền công chán động lắm chị ơi. 28.695.000 là lắc tay lệ vi. Con sơ giá 1.2 triệu lắc tay LV. Đó. Đúng 5 ly luôn đúng không? Rồi, bông tay hột 5 ly, tiền công xe giống như đây. 180.000 thôi. 2.37 tiền công xe 1.102.000 1.102.000. Bông tay một hộp 5 ly chị ơi. 1.102 giùm em. Tiền công sang xe 180.000 chị ơi, nào hỏi em nha. Đó, lắc tay LV là mấy chị nè. Chụp rồi hả, ok chị. Đó, lắc tay LV, tiền công xe 1.2 triệu, chốt đơn 28.695.000. 28.695. Rồi cái nhẫn luôn mấy chị ơi. Đây, cái gì liền mặt, cỏ phút lá này mấy chị nè. Ôi, chị nào hỏi em học 5 ly rồi sao không chốt người ta. Alo, alo. Dây dây chuyền liền mặt. Ok, lấy lắc 28.695 mà cô. Rồi ok cô nha, đó, cháu cặp cho con đi cô gái mặt ba ơi. Lấy nhẫn có nhẫn chưa? Có nhẫn chưa cô? Chị nào hỏi em dây liền mặt cầu bóng lá đâu rồi. Đó, đây nè. Dây liền mặt trơn, tắm, dây mặt trơn, chị cục vàng muốn lấy nè. Xây đẹp, đẹp nhất cái nách luôn chứ sao không đẹp được. Trời ơi, nè cô nè, cô lửa nằm mà nó có chậm chạm baby nha. Trời ơi, tôi nói chứ thâu rồi luôn rồi. Đẹp hơn cái 18 nha cô nha. Nhẵn nhiêu hả? Đồ đẹp không? Để con xử, để con xử cho cô. Chị ơi, chị liền cặp cổ bút lá em có chị nè. Cậu nó mình lượng dùm em với chị nha.
Rồi chị có nhẫn chị Thảo Nguyễn nè. Rồi em không nói cái nhẫn là chị Thảo nha, chị đeo con tay chị nha. Không đẹp em trả tiền lại chị luôn. Trời đất ơi, không đẹp nó tiền luôn chị. Tiền công siêu rẻ luôn mấy chị nè. Tiền công sao siêu rẻ mấy chị nha. Rồi lên nhẫn. Rồi hết nhẫn đẹp mất tiêu rồi. Rồi đưa rồi mà hết đi mất tiêu rồi. À, chị có bông bi đất phải không chị hả? Em có bông bi nhưng mà bông bi toàn đen, bông bi điện thoại á. Tính bông lá trơn cho em. Rồi rồi, bông lá trơn, trơn, muốn trơn có trơn. Uống gì? Uống gì có đó, để lựa nhãn nào VIP 1 đeo cho mấy chị coi cho đẹp gái coi. Đây, lên đến VIP 10 luôn, với khỏi VIP 1 luôn mấy chị ơi. Ximen đi lớn chụp cái gì? Ximen đó. À, ok lấy nhẫn cho đủ bộ hả? Trời ơi bỏ vậy á. Bởi vì nói là đợi chờ là hạnh phúc đúng rồi. Cái nhẫn đâu rồi? Chết bà rồi, cái nhẫn xong rồi. Quéo giờ luôn rồi. Xong rồi. Đó, quéo giờ rồi, nó rung, nó rung, nó rung quá trời. Nó giật ben ben nè, cái nhẫn đeo lên tay nè bà già. Ôi, nó giật ben ben nè mấy chị ơi. Đây rồi, lấy mấy con nhỏ giật ben ben là size 14 nè. Size 14 đâu chị không? 1.568 thì trừ là tiền công là 700 rưỡi nha. Hôm nay sẽ tiền công cho cô như đây 459 thôi. 6.590.000 thôi. Trời ơi bán tiền công sale hết vốn như thở luôn mấy chị. 6.590 là tiền công sale 459.000 thôi. Đó, cháu đi 6.590. Quan quá vậy nha. Đây rồi lên gì nữa. Ok chốt luôn đó, vậy nó mới vui nhà vô cửa chứ. Rồi lên gì đây, lại mặt trơn, lại vi trơn nè. Cho mấy vậy nè. Lại vi trơn em sale luôn. Trời ơi, ngại gì, không có ngại hết trơn mấy chị. Có chị mặt rồi đừng ngại hết trơn mấy chị. Đây 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 đây. Tâm tư giới bời không biết ngỏ lời cùng ai đây. Thôi ngỏ lời cùng em cho rồi. Hồi trưa mấy chị, hồi trưa có một chị ở Mỹ về. Chị nói dễ thương lắm luôn á. Em vừa ngủ vô luôn. Cái xong rồi chị kêu á. Trời ơi, cô đi tìm con nãy giờ luôn nè. À, cô xin chụp với con tấm hình. Con lên like ngày nào cũng coi con hết trơn á. Con nói chuyện vui lắm luôn á. Ôi đúng rồi. Thì mình nghe thì mất mát lòng quá dạ luôn. Vậy lúc mình làm vui á, mình tiêu tiếu quá chị. Có người không hiểu mà có người thì thấy vui. Trời ơi. Đây là mấy chị á mà lên đây mà buồn buồn thì lên nghe em xả chết không chị nha. Em xả chết là hết luôn rồi. Hết chưa hết buồn luôn rồi. Chết rồi Ngân ơi, sao lại Ngân? Cái vậy? Để em. Trời ơi, tâm tư sớm bờ không biết ngỏ lời cùng Mai rồi. Để em. Dây bi nhiễm tầm ai chỉ hả? Điều đợi em thấy luôn. Rồi để chị mặc coi có lên luôn cho. Con Hương nào, con Hương đem mua đâu? Có nhẫn cháu em đang đeo không hả? Có nhẫn em đeo không là sao đó chị? Nhẫn đang đeo là có nhẫn nhắn nè. Tội nghiệp đó mày nó mày đó. Con đeo có không? Đây là bi trơn rồi mấy chị nè. Thì bi trơn 7 phân 11. Tiền công sẽ hay trừ đầu khoảng 740-750. Hôm nay thành công chấn động luôn. 390 thôi. Chốt đơn công sơ giá 390. 3.156.000. 3.156.000 chị gái ơi. 3.156. Mấy chị chốt đơn nhớ cho khoảng cho em gái nha chị Phan Thanh nè. Công sơ giá 390. Tiền công xăng xe 390. 3.156 giùm em. Anh chị chốt đơn nhớ ghi nội dung, ghi tên Facebook, đừng ghi mua vàng, mua nhẫn, mua nhẫn gì hết chị mấy chị ơi. Nhẫn đá cao là nãy em có lên cho chị 3-4 mẫu rồi chị gái ơi, chị coi được chưa? Màu đỏ cao rồi chị bán thế nè. Nhẫn đá cao mà. Chị muốn đi học trắng cái gì ạ? Còn màu trắng chị muốn lấy được lượng nhiêu nói em là đây nè, giờ, đó, nè. Em có một cái nhẫn đá hộp cao nữa nè. 1.894. Tiền công xăng sale là 400.000. 7.768.000 chị Dư Nguyễn ơi. 7.768. Công sale giá 400.000 thôi chị ơi. Tiền công xăng sale là 400.000 hộp Amaro đây. Bây giờ gói luôn chị gái ơi. Size 15-16 đeo vừa. Size 15-16 ok. Đeo không vừa chỉnh đi mấy chị ơi. Đeo không vừa chỉnh đi mấy chị luôn nha. 7.768.000. Biết mẫu mới luôn mấy chị ơi, đúng đẹp luôn á. Đó, biết mẫu mới luôn mấy chị ơi. Sao 10 em ơi, chính đi chị ơi. Lấy chính đi cho chị nha. Có như tầm 3 triệu mà lên ra đó luôn là điêu ơn. 3 triệu chị dạ có. Có đâu có nghe. Đẹp mấy chị. Bông xanh. Đó, bông xanh bông trắng rồi lại vàng bông đó Lưỡng ơi. Rồi bông đó rồi, lên gì nữa. Lên JB. JB có luôn rồi, nhẫn này hôm lại tiệm thì lấy rồi hả? Nhãn màu trà đang mang nhiêu chi hả? À, nhàn trăng. Nhãn màu trà đang mang là 1.3. Tiền công xe giống vậy như đây. Rồi, đây nhỏ nhỏ đâu có chạy lên lên cho. Tiền công ngoài trường thằng hỏi là có là 750-800. Hôm nay xe tiền công giống vậy là 390.000 thôi. 5.447.000. Hiện tại là size số 15-16 đeo vừa. Còn chị nào không vừa, em chỉnh ra được luôn.
tiền công xăng xe là 390.000 mấy chị ơi. Gốc đơn 5.447.000. Làm việc có đơn nha. Có đơn mấy chị ơi, nhanh tay chốt đơn nha. Trời tiền công quá trời sao rẻ luôn. Nhấn nhỏ mấy chị nhá, hột hột cái nhỏ phải không? Rồi để em, để con này có không nè. Rồi ok mấy chị nhanh tay chốt đơn mấy chị ơi, cái gì rồi đó. Gì đó. Nhá xin có hột trắng to giống như vậy không em ạ? Hột trắng đó hả? Hột trắng có lượt hát? Không, vậy hột trắng không có. Nhắn gì đây, ống trỏ có lên không? Vậy khó luôn. Khó luôn, đưa ống trỏ đang đeo, chị yêu quên một văn anh nè. Này màu trà, màu trắng nè. Màu trắng mà đi vô nhỏ, coi lấy bíp bíp nào đi vô nhỏ chị coi. Đây còn bông nè. Nhắn bông được không chị? Bông rồi nè, 5447 là lấy gì cục vàng. À lấy cái nhẫn, hột trà cho chị đi bỏ luôn. Trời ơi, đẹp quá đi bỏ ơi. Xốc xác cục vàng nha. Trời cái này mỏng đèo nó tiền cái gì đâu á. Chị Vy em có rồi mấy chị ơi. Chị Vy có rồi không chị nha. Đó, nhẫn này là hai chỉ lấy 38 được không chị? Dạ, hột trắng gì không, hầu như không có vậy chị ơi. Hai chỉ không 38. Rồi, cái nhẫn này nhẫn sò Nam Phi là 4.98 là mấy chị nè. Đó, rồi một cái trong tà luôn là 8.84. Tông trà 8.84. Đó, tông hột là luôn là 6.94. Tông hột là 6.91 mấy chị nè. Tông hột trắng là 6.91 mấy chị nha. Đó, được cái này lên luôn cái gì cho. Rồi, gì đây? Hột trắng này không có nhẫn con trỏ đâu chị muốn đeo đi bao nhiêu chị gái? Hộp trắng là size 14. Đó, size 14 là size 14 mấy chị ơi. Rồi, cái này 14 là 14, chị đã đem 14 chốt nha. Tiền công sale là 230, 2 phân 46. Tiền công xong sale là 230. Chốt đơn 1187. 1.187.000 size 14 mấy chị ơi. Size 14 nha mấy chị. Con sale 230 giờ em giá thôi. Tiền công xong sale là 230. Còn có một cái nhẫn 246, 6 hộp. Sinh lão bệnh tử sinh lão nhận số hộp sao lại sai số 12 đi 16 không có chị ơi. Tiền công sale lại như đây 200.000 thôi, 7034. Tiền công sale 200.000. Chốt đây mấy chị ơi, 3055. 3.055.000. Nhẫn này là phong thủy mấy chị ơi. Sinh lão bệnh tử sinh lão. Đó, công sale 200.000. Hàng có làm gì chứ đó được không em ạ? À? Đạt được mà lâu lắm chị ơi, chắc lâu lắm vậy. Nhận 6 hộp ngang chị nè, 3.055.000. Rồi em còn nhận hộp đúng chị nè, 8/23 hộp trắng luôn. Chị nào muốn lên cái mã nào để lại trong lượng cho em nha. Rồi một cái nhẫn hẹo 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 đây, hộp trắng luôn là 7/34. 7/34. Rồi một cái nhẫn hộp phun vuông 8/87. Đó, 8/87 nhẫn hột chuông. Rồi có nhẫn hột chùm luôn, hột chùm trắng luôn chị nè. 1.068. Đó, rồi chị muốn lên cái mã nào hột trắng gì ơi, mã nào thì bình luận cho em nha. Rồi em lên tiếp luôn. Chơi chuyền bi nè mấy chị. Chơi chuyền bi nè mấy chị nè. Chuyền bi có chị mấy hai chỉ luôn mấy chị ơi. Cái này bi bi này là bi đều luôn. 2.63. Rồi bi nhuyễn luôn cho mấy chị là 2.325. Rồi bi này bi xi hay màu luôn là 2.115. Chứ xanh đó nhiều em ok chị luôn nha. Rồi cái này là 1.889 bi nhuyễn nhừ luôn xi hay màu. 1.889 là cuối cùng. Đó chị à, mã bá mặt này còn không thì bình luận giùm em nha. Dây chuyền bi. Rồi dây bi. Rồi dây bi em qua nha. Xanh này là trọng lượng nhà là 3.127. Tiền công ngoài trường là 1.450.000. Hôm nay tiền công cho mấy chị là 750 thôi. Chốt đơn mấy chị ơi, em 12.914. 12.914.000. Công sale 750. Tiền công xong sale 750 thôi. Đó, đây đây có rồi. Rồi ok chị Mai Dốc nha. 1.889. Tiền công xong sale là như đây 399 cho tiền công thôi, đẹp quá không ta. Tiền công xăng sẽ là 399.000 chị ơi. Chốt đơn 777. 7.747.000. Cái chuyện bi nhuyễn nhừ luôn. Sale giá 399 rồi, dây bi này không anh chị xe tới 200 mấy 300.000 rồi mấy chị ơi. Nói mai sale hết tiền công mình xe luôn nha. 7.399.000 thôi. Chốt lên đơn. Cái mặt cái gì cho mấy chị nè. Đẹp gái quá trời luôn. Đó, đẹp mấy chị.
xuất sắc cái mặt tròn luôn nha. Cái mặt tròn halo này xinh cực kỳ luôn. Trọng lượng gì là 5,08. Tiền công sân sale là 300 ngàn. Chốt đơn 2276. Mặt cái chuyện là 2,276 triệu. Mặt cái chuyện là 2,276. Dây chuyền là 7,747. 7,747. Hai món là 10,023,000. Hai món là 10,023,000 mấy chị ơi. Xinh đẹp tuyệt trần luôn. Đó, 7,747,000 là một cộng với bay nè. Tiền công xe 399,000 thôi. Nhẫn nam xinh dương nhỏ là hai chị em có luôn tình yêu ơi. Nhẫn nam mà xinh dương nhỏ có hai chị mấy hả? Rồi để em coi cắm lên cho. Nhẫn nam, nhẫn con trai hả chị phải không? Nhẫn con trai phải không chị? Rồi chị là chốt bộ này bình luận cho em nha. Nhớ con trỏ là size 14 chị ơi. Tiền công sale là 3,23. 1,187,000. 1,187,000 mấy chị ơi. Nhớ con trỏ không có đi 11 chị ơi. Size 14. Size 4 chị ba nam ơi. À size 4 của chị. À nhấn nam chị, nhấn nam hôm nay không lên rồi. Chị mới đi chị Thảo ơi. Các bạn sẽ bắn liền cho mình đi chị Thảo nha. Bởi là tính với vàng đã được tính tiền công sang sale chị luôn. Ok đây chị. Tiền công sang sale luôn nha. Rồi chị gặp muốn chi bi ba màu không? Em có gì tiền bi ba màu giống gì luôn nè. Chi bi ba màu luôn. 3,951. Tiền công xăng sale là 420. 15,789 ngàn. 15,789 ngàn. Một cái nhẫn bi ba màu đúng không chị ơi? Nhẫn bi ba màu là ai giảm này không giảm được không chị nha. 2,114. Tiền công xăng sale giống gì là gì đây? 390 thôi. 8,613 ngàn. Nhẫn bi ba màu là 8,613. Chi bi là 15,789 ngàn. Con sơ giá 39 mấy triệu. Cây mơ như tay chốt đơn. Trời quá đẹp. Đó, dây và nhẫn giống gì nha. Dây chuyền tiền công sơ là 420 nè. Đó, nhẫn tiền công có 390 nè mấy chị ơi. Nhẫn bi quá đẹp luôn. Nhẫn con trỏ là 1,187 ngàn. Chị Chi Chi Nguyễn ơi. Đó, không chỉ đi được cái gì nha. Trời ơi, nhắn phụ nộn chỉ đi được mấy chị của em ơi. Rồi chốt lên mấy chị ơi. Trời ơi, công đang sale quá rẻ luôn mấy chị ơi. Quá rẻ, quá rẻ. Rồi lên nữa mấy chị nè. Bây giờ kiếm gì chị? Kiếm đẹp đẹp nè, chị biết tên em không? Chơi chuyền công. Chơi chuyền công ống rồng. Cái này khoảng một lượng. Một lượng mốt. Đó, mấy chị mua danh đây. Mua danh xã bên em mấy chị ơi. Đẹp cực kỳ luôn nè. Chơi chuyền nha quý chị nha. Rồi cái dòng dây sắn vuông luôn. 1,7 nè mấy chị nè. 1,7 thôi. Sắn vuông. Đẹp quá sao đẹp luôn. À, kiền đúng không? Một lượng mấy mới đăng em ơi hả? Gửi hình dùm em mấy chị gái ơi. 2,262 hả? Tiếc hả? Đó chị anh Tiếc có đâu chị anh Tiếc ơi. À, chỉnh đi được chị cháu của chị. Không biết được chị ơi. Mà chị đặt đồ đem lấy về cho. Đỏ công ty về chị ơi. Cái này là 2,986. Chị muốn thì là chị đặt cọc cho em đi làm lấy vị cho mình nha chị. Này là 6,355 chỉ chuyền sáng vuông. Ủa này đẹp quá nè. Để ra đi nha ơi. Cái này nó ngắn vừa phải luôn nè. Rồi chị nào chị nào hỏi dòng này. Dòng tay hột trắng full sòn quá chị ơi. Đó full sòn luôn quá chị đẹp không. Cái này size nhiêu ra ta. Size là size số 56. 56 đeo vừa. Trọng lượng như là 3,607. Tiền công xăng xe giống như là như đây 730 ngàn thôi. 3,607. 14,761 ngàn. Một cái dòng một trắng giả sòn đẹp quá chị ơi. Con xe 730 ngàn. Tiền công xăng xe là 730 ngàn. Chốt đơn 14,761 ngàn. Đó, 14,761 cái gì nào họ nó yêu cầu lên nè. Em đã nhầm rồi nha. Đó, chốt liền cho em mới chơi. Lên chốt liền cho em nha. Rồi, dòng tay đợi xíu lên luôn cho. Em có một cái nhẫn trà vuông không chị nè. Đó, một trà vuông nhỏ nhẹ bàn hơn. 5,21. Tiền công xăng xe mới gì đây. 300 thôi. Tiền công xe 300 ngàn. 2,327 ngàn là một cái nhẫn. 2,327 là mấy dự có đơn nha. Một cái nhẫn rất đẹp luôn. Rồi, nay vàng, nay có lên vàng 90 không à? Chị muốn lên gì chị Nguyễn Hồng? Chị muốn lên gì chị nói em lên cho. Bông tai mà dạng lưới này chị nè. Bông dạng lưới là 4,15. Đó, 4,15 chị nào hỏi em đâu rồi. Rồi, tí. Bông tay mo luôn chị ơi.
một bao nhẹ vàng luôn. Chưa kiếm. Ni nhiêu vậy? Để em đo cho chị. Bông tay mo này, bông tay mo số 1, số 2. Đó, chị Ti Ti đỏ còn không? Đúng rồi. Chị Nguyễn Hồng có lên gì nhà chị Tính Vui thì bình luận cho em cái nha. Đợi mấy lên chưa? Cái số 14. Sợi dây em đeo bao nhiêu hả? Sợi dây em đeo bao nhiêu là ok. Size 14 chị ơi. À, muốn coi giùm tay hai chị là vàng vàng bọng của này không nên like chị Nguyễn Hồng nha. Vàng bọng mà có đá này không nên like chị ơi. Vì đó mà chị biết làm sao mới phải mua hết tiền mua cho được. Rồi mới gì cầm về nha. Chứ do mấy cái đó vận chuyển mấy chị, em xếp hàng đây thì không sao hết trơn á. Mà khi mà hàng tới tay mấy chị đầu á, này lúc á, trong quá trình vận chuyển á, là nó sẽ bị gãy này cái kiểu nữa. Nên là bán nó không có lời mà bị gãy nữa. Vậy thì em đang mang tiền công này được là khoảng là 950. Hôm nay em sẽ tiền công giống như vậy là còn là 399 là tiền công thôi. Size 14 chị Nhi ơi. Chị thấy được chị ơi, chị Nhi chị thấy được nè. Màu vuông đẹp quá nè. Rồi cái kia này em nói chị nó đẹp đẹp lắm luôn chị Trang ơi. Tiền này không đi. Ok chị lấy gì rồi chị Nhi. Kỳ dây em đang đeo là 6 chỉ 355. Tiền công xăng xe là 399 ngàn. 25 triệu 120 ngàn. 25 120 kiền. Dây chị em đang mang kia là kiền nữ hoàng quá vậy nha. Kiền bi nữ hoàng. Ở ngoài tiền công là 3 triệu rưỡi. 3 triệu rưỡi. Cứ nghĩ mấy chị coi nè. Tiền công này là 3 triệu rưỡi, bây giờ tiền bị dẻo cái gì nha. Dễ khắc lắm mấy chị ơi. Đây nè. Lấy xem. Chưa hương hương có. Đây lấy gì? Đâu phải tờ tem nó hương hả? Chưa coi. Đó, kiền vậy nè. Cái này em đeo sáng cái cục nha, chứ còn nó còn dài một chút xíu nữa. Như cấu cái gì á. Này bà đổi. Vậy mà ghi máy tính nha. 14760 là cái vòng tay lan tiết. 14760. Ok nồi dây 14761 là em giúp chị lan tiết nha. Cọc là để nồi dây mà tên rút các chị, đừng đi mua vàng hết mấy chị nha. Đừng ghi là mua vàng hay là cọc vòng luôn giùm em nha. Vòng tay giả sòn. Cái dùng tính giúp nè. Em đeo kiện đó chị xem mà em mới vừa ứng thử chị luôn rồi đó. Tiền công là 1 triệu 700. Tính 1 triệu 7 thôi. Ấy, 1 triệu 7 chục, 1 triệu 7 thôi. 1 lượng 3 phân 8. 1 lượng 3 phân 8. Tiền công xăng xe là 1 triệu 7 mấy chị ơi. 42 triệu 078 nghìn. 42 triệu 078 nghìn là 1 kiền. 1 kiền em nha. Rồi tiền công xe dán 1 triệu 700 mấy chị ơi. Bông ngon có hộ chị. Bông ngon mà có hộp hình như nó mới hết mất tiêu rồi. Gà vô cái. 42 triệu 078 ngàn. Anh Hòa dây đợi em gắn con chút xíu. Em ngồi cám lên cho anh đây nha. Anh mới ngồi nợ giờ ok anh đây luôn. Đó kiền này nó có tăng đai luôn á chị. Chị muốn dài đeo dài, chị muốn ngắn đeo ngắn nha. Cái này còn anh ơi. Đây còn anh đây. Mới về mà đám về vì nhiều lắm luôn á. Rồi chị là cháu kiền mình luôn cho em gái nè. 42 triệu 078 ngàn. Đây mẫu kiền đang mang. Mẫu kiền đang mang. Bữa nay có những cái hạt oval lắm vậy đẹp không? Ồ đẹp xuất sắc luôn nha. Rồi nhãn xi men. Nhãn xi men đi lớn nó vậy nè. Size 20, 21, 22 luôn. 20, 21, 22 đây vừa. Nhãn xi men chị nào muốn lên 8 giờ hơn. Đó gì nào muốn lên nha bình luận cho em nha. Nhãn xi men nè. Xuất sắc lắm mấy chị ơi. Rồi lên gì nữa. Đây nữa là mấy chị nhẫn mo ha. Đó đây nhẫn mo xe giống vậy nè. Nhẫn mo kim tiền size 17. Tiền công sale là 90 ngàn thôi. 7 phân lấy 1. 2 triệu 817 ngàn. Nhẫn mo đồng tiền. Hiểu không vậy? 90 ngàn. Đó mo bụng luôn quá vậy nha. Sale là sale cái đó mấy chị ơi. Mo bụng luôn chứ mấy mo vừa không vậy. Đẹp quá đẹp luôn rồi. Nhẫn mo 2817. Đi tay số 17. Tiền công xăng sale 90 ngàn tiền công thôi. Công xe 90 ngàn. Tiền công sang xeo 90 ngàn. Ồ siêu rẻ luôn quý chị. Rồi cái xe đạp. Mặt xe đạp là cái gì nè. Đó tính hát cái bài xe đạp ngày nào. Anh muốn chờ từng ngày đến bên em. Rồi mà hát đi ngang. Không biết hả bài đó trời. Không biết hả. Biết bạn tôi. Đây cái là 1 phân 9 mấy chị đẹp không. À, chiếc xe đạp này quý chị. Trời ơi. Cái bài tuổi tiên cũng hay muốn chết mà ngang nhỏ nó không biết quý chị. Chứ là bạn tôi mới được không. Không. Bạn
thằng tôi sáng mì tôm hả? Đúng rồi, hay bỏ đi. Hay bỏ đi. Không mà, thấy rồi. Đây nè anh nè. Đó, bữa nay thành công nhanh luôn nha. À 8.094 đừng đừng có tính chung điểm, tính là gì một cái đi. Gì tắt tắt gì rồi. Không. Còn á. Đây mấy chị, tiền công ngoài trường là khoảng tầm 1.500.000, 1.550.000. Hôm nay em gái sẽ tiền công cho mấy chị là còn là 990 tiền công thôi. 990 hả? Đúng rồi. 8.094 tiền công xăng xe là 990.000. Xe bốn dài anh luôn, anh dài xe bốn cấp luôn rồi. 392.476.000. Trời ơi, hát bộ cũng nhả chị, trời em hát dở. Em mà hát dở là mấy chị là em mà hát là thuộc view, thuộc like lên đi ơi. Thôi đừng chị ơi. Thôi đến nào đi, đến thôi chị Thảo lên hát cho mấy chị nghe nha. 32.476.000. Anh ơi anh à, thôi ơi. Đây. Lên hát miễn phí phở coi. Đây, bông mo, bông mo 4 mấy mấy 4.15 hả? 4.15, đúng rồi. Đây, bông mo 4.15. Tiền công xăng xeo 2 xị 1.814. 1.814.000. Bông mo này cô Thuận Vương à. 1.814.000. Nhân tay chút đơn mấy chị ơi. Đó, nhớ là liền dùm gái nha. 1814 là mấy chị có đơn thôi. Ủa, chị Nguyễn Trang của em đâu gửi. Con xin nghỉ tiền công á. Con quá để đâu phải xin nghỉ chị ơi. Còn có chị nào của em á, mẹ mấy chị, không tay chí hờ nè. Nó có ổ khóa, chìa khóa ra mấy chị nè. Đó, còn Vương là chiến khóa là để nào với mà tên Facebook nha. Đừng ghi cọc bao là của vàng á chị. Rồi ok chị. Bông tay chứ hờ hả mẹ, ổ khóa chìa khóa luôn. Bông là 1.041. Tiền công xăng sale là 230. 4279. 4.279.000. Bông tay đất đẩy luôn. Công sale giá 230.000 thôi mấy chị yêu ơi, nhân tay chốt cơm. 4.279.000. Làm cái gì có đơn nha. Một cái bông tay xót sắc lắm. Em lấy tầm tay gì không? Em lấy tầm tay hát tầm tay gì? Không à. Bông kỳ này em lấy hát tầm tay gì đi. Bông tay là 4.279.000. Em chuẩn bị lên một cái nhãn nữ hoàng cho mấy chị coi luôn. Đẹp giả mang lắm mấy chị ơi. Hôm nay em qua nha. 4279. Rồi em lên một cái nhãn mấy chị nè. Đẹp không? Cái này size lớn mấy chị nha. Size lớn là size số 18 17, 18 đây vừa. Viết đen không chị ơi, viết đen tàn nha. Size 17, 18 đây vừa không chị. Trọng lượng về là 2.199. 2.199. Ở ngoài thì người ta công khoảng là tầm 1.200.000. Hôm nay em sale tiền công cho mấy chị còn như đó mấy chị biết không? 450.000 tiền công thôi. 9.004.000. Công xe 450 giá dạng như chi hả? Tiền công xe 459 mà. Dạ 450. 450.000 hả? Tiền công xe là 450 thôi mấy chị ơi. 9.004.000. Để em đo danh ra nha. 9.004 mấy chị ơi. Đẹp. Trời ơi đẹp bông. Đẹp lắm mấy chị. Xuất sắc nha. 9.004.000. Nghĩa là chứ anh đeo vừa anh trai. Này dài bước 6 vậy nè. Đâu coi bỏ ra đâu coi. Chị ơi, Nhi Nguyễn lấy cái nhẫn đem đi. Chị ơi, Nhi Nguyễn ơi, đẹp quá chị thấy ơi. Cái mộng mơ ơi. Anh chị nội chốt lên chiếc khổ cho em gái lên tên Facebook thôi. Đừng dây mua vàng gì hết nha chị ơi. Dạ, dây dài là 4.7 anh ơi. Gì, 4.7 đúng rồi. Có cái nào màu đỏ cho em gái hả? Còn đây nhẫn là sao chị? Nhẫn có chứ. Dây dài 4.7 anh dây nha, 4.8 anh đây. Màu đỏ đây. Đây chị ơi, đỏ đây nè. 1.561. Đỏ là luôn là 9.62. Đó, 9.62 một vàng ơi. Rồi đỏ chùm luôn là 7.89. Rồi chúng lên cái đỏ nào. Rồi cái này đỏ nữa chị nè. Đỏ là 2.657 chị nè. 2.657 bông đỏ luôn. Đẹp tiền sắc dây nhăn quá vậy nha. À, chốt luôn, đã đổ vàng. Rồi ok, anh chốt luôn cho anh trai luôn. Dây chuyền mấy chục nhiều quá. Nói okay. Cái gì đang ăn ơi. Chốt luôn. Nói gì đang ăn ơi. Cái gì đúng không? Đúng rồi. Ừ.
đó, chị nào mà đang phân vân suy nghĩ cái gì giống vậy nè, mua liền nếu giờ đừng suy nghĩ nữa, tiền công em xe dán nộm cái gì rồi nha. Ở ngoài trường tiền công khoảng là 3,4 triệu đúng không chị ơi, bữa nay tiền công còn có 1,7 triệu à, là xe hết 50% đúng chị luôn rồi, 42,078,000. Em qua kiện bánh bi nha mấy chị nha, rồi qua luôn. Đây dép chứ đâu mấy chị ơi. Rồi giờ mấy chị nè, lên lúc nào nữa em lên like cho chú chị yêu ơi. Tiền công đang rất là sao rẻ nha, rồi kêu khoảng cho em dán anh lên đơn liên hệ cho anh chị luôn. Cái này nó có hai mặt mấy chị. Hột đỏ hột trắng hai chị hả? Rồi ok, cám lên cho. Hột trắng đi nè. Hột trắng là vậy nè. 1,888 chị ơi. Tiền công xăng xe là 540 thôi. Dạ, chờ chị Cám Nguyễn. 1,888. Con xe giá 540, chốt đơn 7,884. Sai 16 luôn chị ơi, đúng sai 16 luôn chị nè. Bao nhiêu? 7,884, con xe giá 540. Chị sử dụng 4 chỉ. Có luôn coi, 7,884,000 một cái nhãn VIP luôn chị gái ơi. 7,884. Đó, sai 16 luôn chị nha. Sai 16 luôn một vàng ơi. Đẹp xuất sắc luôn chị gái ơi. 7,884,000 VIP trắng chị nè. Rồi sáng vô là cô Trần đi xe ơi. Sáng vô là chiều dài của cô là 4,8 rồi cô nè. Tiền công hôm nay con xe cho cô nha. Tiền công hôm nay xe cho cô là như đây. 3 bao nhiêu ta? Thì có 4 năm nay nè cô ơi. 3,73. Tiền công xong sẽ là 4,52. 14,930,000. 14,930,000 lên đây một lượng hơn. 14,930,000. Có nhẫn nhỏ hơn chút không em à? Nhẫn một trái không chị Nguyễn Diễm? Dạ có chị ơi. Đó, 14,930,000. Tiền công xăng xe là 430,000 cô ơi. 3,73 được không cô? 3,73 được không? Một vàng hơn, một vàng. Đó, một vàng có được không nha. Em có nè, xi hay màu luôn nè. Nhẫn nè chị ơi. Đúng rồi chị, công rẻ mà đẹp đồ, đồ đẹp nữa ha. Cái này sáng xi hay màu, 3,263. Dây chuyền sáng vuông xi hay màu, 3,273. Những cái tiền ba len đó chị, ba len không có một vàng ơi. Hai len thôi tình yêu ơi. Hai len mà hôm qua chứ muốn cái mẫu hôm qua là muốn có. Rồi cái hộp đỏ luôn chị nè. Hộp đỏ luôn là 1,962 chị ơi. 1,962 VIP đỏ luôn chị gái nè. Cái này là 2,242. Chị vậy nè, hỏi em nè. 2,242. Lấy chị 4 chỉ cho cô đàn đi xa đi, 3,7 chị 4 triệu vậy. À, không có gì chúng được, rồi rồi, cô biết rồi. Rồi đây là 2,99. Chị giới thiệu chính đây chưa hả? Cái đó còn cũng rành nữa cô Phạm Kim Lan ơi. Để có tâm thử cho cô nha. Đó, chị hỏi nhẫn đỏ nè, nhẫn đỏ em lên nha. Rồi em qua. Em có những bi C2 màu, sao là size số 13. Size 13 mấy chị ơi, trọng lượng về là 1,336. Tiền công đang sale khoảng tầm 500 mấy, 600. Hôm nay sale tiền công là 290 thôi. Chốt đơn 5,487. 5,487,000 một cái nhẫn bi C2 màu. 5,487 là mấy chị có đơn nha. Tiền công xăng sale là 290,000. Dạ dữ ta. Cô ơi, con có này là 4,87 được không cô? 4,787 dài nam tắc. Nhớ không giữ chiếc nào trời. Chiếc này phải không chị? 2,242 đúng không chị Phạm Lành? Đúng chị ơi. Đúng em bình luận em nha. Đó, nhẫn bi đúng không chị nè. Nhẫn bi C màu là 5,487 giùm em. 5,487,000 nhẫn bi. Rồi cái chị này là 4,787. Tiền công xăng sale là 4,52 đồng đi. 19,041. 19,041,000 cô ơi cô à. Dây chuyền sáng vuông. Xăng sale 4,2. Tiền công xăng sale là 4,20,000 thôi. 19,041,000. Dạ con chào cô Nguyệt Nguyên. Size 16 để em đo. Trọng chặt chế được chị gái ơi. Cái là size số 10, 17. Đó, chị muốn chị thấy chị một size lại nha.
tiền công xăng sẽ là 520 ngàn. Hai chỉ 242. Triệu 241 ngàn một cái nhẫn đỏ chị ơi. 9241 chị bé gái. Con sẽ giá 520 ngàn anh chị ơi. Tiền công xăng sẽ là 520. Đó em quá gì nha. Tiền công xăng sẽ là 520 mấy chị. Đẹp không nè. Quá đẹp mấy chị ơi, quá đẹp luôn. Biết đỏ. 9241. Đó 9241 cái gì nha. Rồi em qua. Ủa cô nào đi xa lấy không cô? Cô gái ơi. 41 giờ em có à. Giờ em nhớ chị Phạm Lành nha, cọc giùm em là 5 triệu chị. Nội dung để lên group giùm em. Đừng có mua về hay cọc nhãn các chị nha. Cảm ơn chị nhiều ạ. Đó, số tài khoản đang hoạt động các chị nè. 5081 ngân ACB. Chủ tài khoản là Phạm Anh Thư. Chị nào muốn lên di mảnh không? Em có cái di mảnh con xỉu lắm các chị nè. Đó, di mảnh lá me. Rồi di mảnh khoen lặn các chị ơi. Đây nè, đẹp không? Khoen lặn này đeo bình lắm luôn á. Rồi dây mì kim cương các chị. Dây mì kim tiến nè, kim tiến các chị ơi, đẹp không? 1,5 kg nha, dây mì kim tiến các chị nha. Rồi dây chuyền lá me. Dây em đeo là một lượng hơn chị gái ơi. Dây chuyền lá me là 424. Tiền công xăng xe là 28. Dây chuyền là 424. Tiền công xe là 280 ngàn. Dây chuyền lá me là 1,929 triệu. Dây chuyền lá me là 1,929 mấy chị ơi. 1,929 ngàn. Dây chuyền lá me, chị đồng chú lá me không? Em lên mặt luôn cho mấy chị chốt nè. 1,929. Dây chuyền lá me. Đó là một dây nha. Rồi dây chuyền hoang lạc luôn là 4/59. Chiều dài khoảng 1,5 cũng vậy nha. Tiền công xăng xe là 250. $2,036 nha. Dây chuyền khoen lạc là 2036 anh chị ơi. Dây khoen lạc này là 2036. Tiền công 250 mấy chị. Đây một cây luôn, em sợ em mặc sẽ đạt cái gì nè. Đây có 250 vô 2037 nha. Tiền công sẽ là 27. Phát quay lên. Tiền công 250. Tính tiền như chị đang mang luôn. Đi. Đó, một cái mặt xe đạp có gì con không? Rồi cái này là em nói về thiệt có gì chứ. Hơi bị đẹp đó nha. Dây chị em đang mang là nhiêu? 43,790. 43,790. Một mấy lượng, mấy lượng? Một lượng 1,077. Một lượng 1,077 mấy chị ơi. Với mẹ, cái này hai mặt. Một mặt là mặt lạc lá, mặt kiểu. Một mặt là xe, chữ bắt tài hốc lọc có gì nha. Đó, mặc cái chuyện đang mang, mặc cái chuyện à, mặc cái chuyện sẽ đạt tiền công sale là 50 ngàn tiền công thôi, 1/99. Mặc cái chuyện sẽ đạt là 824 ngàn. Tổng giá 50 ngàn anh chị ơi. Mặc cái chuyện sẽ đạt là 824. Chiếc sẽ đạt ngày nào? Đó, sẽ đạt cái gì nha, tiền công sale có 50 ngàn thôi. Siêu sốc cho mấy chị luôn. Rồi, chốt đơn là 824 ngàn. Dây chuyện là tiền công là 250. 2,037 ngàn. Dạ, lắc bao nhiêu giờ có chị An Nguyên nha. Vàng 80, chị ơi, vàng 80. 2,037. Dây và mặt luôn là 2,861 ngàn. Dây mặt là 2,861 giùm em. Dây chuyền và mặt cái chuyện mới chơi 2,861. Mặt cái chuyện là 824 ngàn giùm em gái nè. Rồi gắn mặt vô chuyện lắm nha. Đó, em có hai cái nhẫn LV. Hai cái nhẫn LV trọng lượng như là 6/96. Tiền công sẽ là 290 ngàn. 2,997. 2,997 ngàn. 2,997 thì con men xe đơn giá còn có 290 chị ơi. Đó, tiền công xăng sẽ là 290 ngàn. Dạ, chị An Nguyên ơi, hôm nay không lên vàng 90 đây này chị. Bây giờ em đi cho mình bán chị nha. Ok mà, không đem cho tôi bán cho chị cho.
nhãn kiểu LV là 2.997.000. 2.997 là mấy chị có đơn nha. Rồi, xuất sắc nha mấy chị. Đẹp tuyệt vời nha. 2.997 mình có đơn mấy chị ơi, nhanh tay chốt đơn nha. Trời ơi, quá trời rẻ luôn. 2.997.000. Rồi em qua mấy chị nha, em qua một cái mã nè. Cái gì vậy? Đâu, đâu có đâu, sỏi cái này nè, gắn vô này cho để nó mắc tem. Bà già. Thấy làm ý rồi. Này. Đây mở cái tiền này đó. Đúng rồi. Rồi mấy chị đâu rồi, giờ muốn lên gì nữa nè. Muốn em lên cái gì nữa nè. Rồi, cái nhẫn phong xinh dài đẹp không mấy chị? Đẹp quá không? Màu xanh dài cực kỳ dài luôn. Size số 12, 13. Size 12 đeo vừa cũng vậy nha. 12, 3, 4, cho đi được luôn. Trọng lượng dài là 1, chỉ 2, 6, 1. Tiền công xăng xe cũng vậy như đây. 370.000. 5,275. 5.275.000. Làm gì có đâu nha. 5.275 tiền công sale giá 370.000. Tiền công xăng sale là 370.000 thôi. Đưa qua cho chị Bí Hương. Cái nhẫn bếp xanh dài với form dài đẹp lắm luôn nè. 5.275.000. Rồi cái nhẫn này em qua không vậy nha. Nhẫn là tiền công sale là 750. 12.914.000. Một cái nhẫn xanh bông mai đẹp tuyệt vời luôn. 12.914. Sơ mai đẹp tuyệt chăng. Lên. Đó, thời gian có gì muốn lên gì mình cứ bình luận cho em gái nha. Lên gì nhấp nhấp lên cho em. Rồi em có một cái nhẫn full nộ màu tím. Size số 17 luôn. Cái gì này vừa không có gì. Màu tím full nộ luôn, size 17. Tiền công sale là 258 thôi. 819. Công sale giá 208 chốt đơn anh chị ơi, 3.702.000. Công sale giá 208. Nhận full nó TBK 1 năm 1 tí. Không nhớ được có gì nha. Không nhớ được 3.742 giùm em. Đó, một cái nhẫn size số 17 nè mấy chị nè, đẹp không? 3.742.000. Làm gì có đơn nha. 3.742. Đó, đẹp tuyệt vời mấy chị ơi. Mong tên lên em qua mẫu nha. Rồi chị ơi, chốt đơn cho khoảng cho em gái nội dung ghi tên Facebook, đừng ghi mua vàng cọc vàng như hết nha. Bông của em đang mang là 5 tua, 1 chỉ 2 bảy tiền công xăng xe là 290.000. Chốt đơn 5.230.000. 5.230 là mấy chị có đơn nha. Một con tua 5 tua đúng rồi. Đẹp tuyệt vời luôn. 5.230 bông tua. Em qua mẫu luôn. Ok mấy chị luôn nha. Rồi mấy chị muốn lên gì mới nói em lên like tiếp chị giúp em nha. Đó, bông tua mấy chị. Rồi bông này là em lên bông này luôn. Đây là mấy chị mấy chị nha, trời ơi, đẹp quá trời đẹp luôn. Rồi 5.230 em giấu chị Anh Yên Nguyễn. Ủa chị dậy rồi sao giờ chị có like chị? Hay là nãy giờ coi nãy giờ chú ngủ rồi. Bông có đẹp quá chị gái ơi, xe trắng sao không đẹp nữa. Rồi bông tay đã đẹp xuất sắc cái gì nè. Đẹp gì. Rồi bông này bao đẹp giống gì không nha. Bông này em nói lần xe lên một cái nha, trời ơi. Đẹp tuyệt vời. Đẹp tuyệt vời mấy chị. Rồi bông này bông tay kiểu model luôn. Trọng che được cái điểm mấy chị nha. Chị nào trái tay sẽ đeo này cho em mấy chị ơi. Đeo này cho em liền đi mấy chị. Đẹp cực kỳ luôn. Không quá nặng vàng mấy chị ha. 1.689. Tiền công sale chấn động luôn. 290.000 tiền công luôn. 6.860. 6.860.000. 6.860 thôi. Tiền công xong sale là 290.000 mấy chị ơi. Đẹp tuyệt vời luôn. 6.860. Lên mặt hình giá nhẹ vàng hả chị? Rồi ok có luôn. Rồi em có cái đuôi tay. Dây cho em bé anh chị nè. Nhắn màu xanh nhé hả? Ok như kem luôn màu xanh. Nhắn lên đây cho Nguyễn Ngọc. Bữa nay có giờ bông mai đẹp quá nè Nguyễn Ngọc nè. Đó, bông mai này đẹp quá vậy. Ba màu luôn các chị ơi. Ba màu. Một cái màu xanh xanh. Đó, chấm thêm màu hồng hồng. Rồi, bông tay hoa mặt trời luôn các chị ơi. Bông tay hoa mặt trời luôn giùm em luôn. Đẹp quá chị. Đẹp tẹt giờ giống vậy nha. Đẹp tẹt giờ luôn giùm em luôn. Đó, bông tay là trên đầu năm nè. Rồi đó rồi. Bông tay đâu dép. Có nhắn nữ hàng một màu trắng một chị không em hả? Kìa. Rồi để em coi, cảm ơn chị Nguyễn Diễm nha. Một chị máy nãy lên tới trước đó. Nãy đâu? Nhà chị máy nè, đẹp lắm luôn á. Dạ, nhắn xanh anh đang mang tiền công sale là 370 chị ơi. 5.275.000 chị Nguyễn Ngọc. 5.27 nè chị em. Mặt thánh giá là chị gái nè. 2 phân 18.
Rồi 1084. Thôi chị muốn lên cái nào? Chị muốn lên cái nào bình luận em nha. Thôi chị muốn lên cái mặt nào nè, mặt thích giá nào thì bình luận em cái. Dây chuyền bé trai là 9/91. Hoặc chị công chị ơi, 9/91 nè. Vậy là 8/37. Chị muốn lên cái nào luôn chị Bùi Thu. Hai vào hôm nay nhận được rồi, đẹp lắm, cảm ơn nhé hả. Thì cảm ơn cô bạn chị Kim Lan đã đầy đủ ủng hộ con nha. Cái gì bé trai dây đầu tiên dây công, dây hồng công trơn khóc luôn là 9/91. 9/91 tiền công xăng xe chị là như đây, nhỏ hơn nhỏ xíu mà trơn à. Này có còn không nhỏ hơn nữa phải không? Em chúc anh Thanh Thảo nha, tiền công xăng xe cho mấy chị như đây, tiền công xe là 299 tiền công thôi chị trơn nè. 4.154 cái gì nha bé, 4.154 giùm em. Con xe giá 299.000 mấy chị yêu kem. Tiền công xe là 299.000. Cho chuyện kế bên là 8/37. Tiền công xăng xe luôn là 250 thôi. Cái 3.506.000. Cho chuyện thứ hai là 3.506 giùm em. Chị Văn Lê đại em xíu nha, em bao cám lên cho. Anh nhá trời nhỏ xíu rồi. Rồi chị Nguyễn Ngọc bán nhẫn ở đây, chị Nguyễn Ngọc nè. Đẹp quá trời luôn chị ơi. Xinh vậy luôn. Vòng dẻo hả? Cái vòng dẻo cái bông đó hả? Cái bông đó khách mua rồi. Không, không còn chị ơi. Không, có này bông dẻo nè. Bông dẻo gì nè, bông bông hồng luôn. Ờ, à, đẹp xuất sắc luôn chị ơi. Đẹp xuất sắc luôn nha. Rồi đây nhẫn gì nè. Đây. Nhẫn chị mấy nè. Những nữ hoàng tầng 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 ở mình hết à. Để mà lấy thêm gì bán. Chị ơi, em có một cái nhẫn bíp luôn chị nè. 6/91. Tiền công xăng xe là 258. 2968. 2.968 nha. Một cái nhẫn bíp hoa trắng luôn chị ơi. 2968. 380.000 công ơi. Đó, chị Nguyễn Diễm có lấy lén chị Nguyễn Diễm nha. 2.968.000. Rồi em qua 2968. Chị ơi, nhỏ nhỏ lắm rồi. Chị Văn Lê, chị Văn Lê ơi. Cái mặt cái chị Thanh Nhá nó nhỏ lắm chị ơi, không còn cái nào nhỏ nữa chị nha. Không rồi. Còn cái nào nhỏ nữa cục vàng ơi. Anh chị chốt đơn cho khoản cho em gái không được đi mua vàng cọc dây gì hết nha mấy chị ơi. Chị bông Facebook ơi. Bông tai bạc gà. 2968 chốt đơn. Cái gì á? Tới mà chốt đó. Chốt đơn cho chị Nguyễn Tâm An. Chị đây đi mấy nè, ở đây phải chỉnh đi cục vàng nha. Cái này size 16 chị ơi, phải chỉnh đi á. Giờ lấy chỉnh đi, lấy chỉnh đi được mà. Cái 16 á chị, phải lấy chỉnh đi thì lên đi mấy nè. Cái 16. Cái dòng dẻo hả? Rồi đếm ra thành công cho. Cái này là bà bông tai, bà hột trà, 4/61. Tiền công xăng xe một sỉ thôi. 1893. 1.893.000. Tiền công xăng xe một sỉ. Trời sao rẻ mấy chị ơi, sao đúng rẻ luôn, công có 100.000 rồi. Chị Tâm An lấy luôn Tâm An ơi. 1.893.000. Tiền công xăng xeo 1 sỉ. Chào chị Hồng Trinh Nguyên nha. Đi 16 chị lấy không, chị Nguyễn Tâm An. Rồi cái dòng bông hồng này xây 3 màu. Bình thường tiền công là khoảng là 2.1-2.2. Hôm nay em xeo tiền công cho mấy anh chị là như đây, 999 là tiền công thôi. 4.464. Tiền công xe là 3 con hết 9. 18.364.000. 18.364.000 dòng bao mầm gì đúng. Cái đó có đúng đi hả? Không có đúng đi hả chị? Không. Nhưng 16 một vàng ơi. 16.300. Á lộn lộn, 18.364.000. Đọc đi mà tụi leo queo leo queo. Một cái nhẫn mà size số 13, 14 neo vừa. Cái nhẫn full tấm luôn mấy chị ơi. Không nhìn thấy được cũng vậy nha. Cái là không nhìn thấy được. Trọng lượng vậy là vừa gì ạ. 1.038. Tiền công xăng sale là 150.000 tiền công. 4.188.
4.188.000, tiền công xăng xe 150.000. Trời ơi, cái này hàng Amaro học học siêu xe luôn quý vị. Tiền công của chị mua tầm khoảng là có 900.000 nha. Hôm nay tiền công còn 100.000 đó. Để tay số 13-14 là cái gì đây vừa 4.188.000 dùm em. 4.188 em qua mẫu đó, nhã học màu đỏ đẹp tuyệt vời lắm quý chơi, đẹp bút bạc vời luôn. Em có cái màn khách nhớ chú nè chị Hồng Trinh Nguyễn, bữa nay muốn lên gì ủng hộ em gái đi chị Yêu ơi. Chị Hồng Trinh Nguyễn ơi, bữa nay muốn lên gì ủng hộ em gái em với. Cái gì, cái gì á, đẹp quá chị. À vậy hả? Chào chị Lan, cục vàng. Lan có biết không Lan? Khi con tim yêu đương làm chết với đau thương. Khi con tim yêu đương là chết với đau thương. Khi con tim yêu đương là chết với u sầu. Hôm ngày nó uống, nó uống nước không được luôn. Nhớ không trà đi nhiêu hả? Con ăn uống nước không được luôn chị Lan ơi, chị Lan. Sai 11, 12 chị ơi. Ủa con hạch chứ mai đâu rồi? Đâu rồi? Nè chị Lan có nhẫn đẹp chị Lan nè, sai 3, 4, 5, 10 chị Lan ơi. Tiền công sẽ 5.5 cục vàng, cục vàng 4.188 chị ơi. 4.188 chị thôi chị Lan ơi. Dạ này không lên ôm cái được trời trời. Mới lên rồi đang like đâu có ôm được đâu. Lên bông dây 2 tua mì nhẹ vàng đó chị hả? Không. Nè, lên bông 2 dây mày tua nhẹ vàng. Ừ, nãy mấy hôm nay đẹp quá giờ luôn. Tiền công xe đồng giấy có 58 chị ơi. Đẹp, đẹp tuyệt vời luôn. 9/2 hả? 9/12. Để em. Đâu rồi? Trong tay giấy đâu trơn á. Đây, hay mình hơi thôi con ơi con. 9/12. Tiền công ngoài đường hỏi là có 500 mấy, 600. Hôm nay sao tiền công cho bán chị còn như đây 309 chứ thôi. Chốt đưa 3 triệu của em ơi, 3947. 3.947.000. Còn thời giá 39. Ờ mấy nay chạy thất nghiệp rồi chị Lan ơi. 3.947.000. Cái nhà con chở đi mấy rồi, đi 14, 15 vậy chị ơi. Đây nè, đó chị mua tiền công chị làm khoảng tầm hơn 200.000 cái vậy nha. 3947 giùm em. Cái nhà ngón chở đi mấy à. Ngón chở là ngón này phải không? Đúng rồi đó. Ok, chúc đưa mấy chị ơi, nhắn đỏ bao nhiêu em hả? Mới size 14 chị ơi. Dạ chị ơi, nhắn đỏ là size 13, 14, đeo được đó chị nha. Tiền công xăng xe 150, 4.188.000, hộp đều hết luôn. Tiền công xe trắng đậm địa bàn mấy chị ơi. Bông tôi bày có chưa? 4.188.000, trời em qua. Đẹp, đẹp dài không chị? Rồi em lên một cái đôi bông tai LV. LV em vậy nha, 8.28. Tiền công sale 250. 8.28 tiền công sale 250. 250. 8.88. Chị vậy? À 8.28. Con sale dạ 250. Đúng rồi. Chốt đơn 3.471. 3.471.000. 3.471 làm gì có đơn nha. Bông tay LV toàn ten toàn ten. Đó, đây chị chốt 4188 cho Nguyễn Như Thảo nha. Cọc để nào trong là tên phiếu giùm em. Đừng em mua vàng mua bông nữa các chị nha, mua nhẫn các chị. Cái nhẫn cũng có đẹp mà đẹp đẹp giờ luôn. Bông tôi mời chị nè. Này là 6/38 chị ơi chị à. 6/38. Tiền công xe là 309 cái gì á. Thấy không? Tiền công là 399.000 chị ơi. Tiền công sẽ là 399.000 tiền công. Mua này là tiền công tầm khoảng lợi được, tiền công khoảng là hơn 200.000. Nhà mới nãy không có vậy bông khoen rồi chị gái ơi. Em chỉ có bông khoen thôi, tua mày. Tua mày tiền bông mày đầu tiên, tiền công sẽ 180 thôi ơi. 180 hết luôn à? Đúng rồi, 5/13. Tiền công 13 18. 5/13, 18. Tiền công xong xe 108, chốt đơn 2195. 2195 công sơ giá 180 chị ơi, rồi sao quá rẻ. Được, được cái được.
cái được á. Rồi chốt luôn nha, cái nhãn nãy đâu? Cái nhãn của chị ta mang á. Được. Cắt được chơi, học em đi. Rồi chốt luôn nha. 229-68 nè. Chuyển khoản để nào giống là tên Facebook. Không được đi mua vàng cọc nhẫn vậy nha. Rồi, nói cái gì đâu, cái gì phản quá rồi này luôn. Vô phạt. Nhắn tin đi ngang ơi, giờ chị hết cỡ rồi. 2.195.000. Mấy chị mua hàng bên em nhắn tin chuyển khoản để nào giống tên Facebook được không ơi. Đừng có đi cọc vàng, cọc nhẫn, cọc vòng hết trơn mấy chị ơi. Đừng đi cọc mất tiền luôn nha. Rồi, bấm tay số ơi là 6.38. Tiền công xăng theo 180.000. 2.623.000. 2.623. 6.38. Lẩu lẩu lẩu. 2.662. Hôm nay tiền công 1.2. Con sơ giá 180. Tiền công 180 thôi mấy chị. Con chút xíu à, không nhiều hơn. Chút xíu dùng tiền không nhiều hơn nha. Đúng rồi đó chị gái ơi. Mày đi ra ngoài nè, phải không? Lấy lại 15 đi, con 6 lấy đi. Chị Lê Lê Ngọc Yến nè. Tiền công sale là 399.000 tiền công. Ok. Đẹp quá vậy. Năm nay sao lại lấy luôn chị coi sao đánh đi. Này đẹp quá trời, con tỷ hưu vậy nè. Con tỷ hưu. Trời ơi, má thật quá à. Size 19. Con tỷ hưu size 19 mấy chị đẹp bé không á chị? Size số 19 thì em gái luôn. Đẹp tẹt bà lắm chị ơi. Đó, đẹp quá chị. Trời ơi, xuất sắc nha. À, cái này là tay 19, 18 đeo vừa mấy chị chỉnh đi được không chị nha. Chỉnh thay số được luôn. Lên xe. Chỉnh. Đâu có thấy quẹt nó mỏ thôi chứ nha. Tiền công sẽ là 320 thôi. Nhãn tiếp bao nhiêu hả? Này màu xanh. Tiền công sẽ 300.000 ngân ơi. Màu chỉ 379. Tiền công xong sẽ là 300.000. 5.664.000. Lấy tôi học 5 lên bà 6 lên cho bà già ơi bà già. 5.664. 5.664 vậy em gái chị ơi, 5.664 em. Rồi em qua, rồi bấm 18 giờ rồi. Sắp được biểu gia đình rồi. Kìa. Chị ơi học 6 lên cho chị nè. Sao nóng dữ người ta. Má cái con này muốn chết thì nó không để cho quạt đâu. Còn con, cái con hồng lai nó để quạt muốn chết luôn. Nó muốn béo giờ luôn. Nè chị ơi, bông tay hột 6 lên cho chị nè. Đó đúng không, chỉ còn tào lao nữa. Năm mươi rưỡi à? Không đâu chị, lấy 50 rưỡi đi chị nè, thuận tiên nè. 50 rưỡi chị ơi, tiền công xe 200 đi. 1 phần 79. Thôi 28 thôi. 876.000 chị ơi. Đó, 876.000 cục vàng nha. Con sẽ 100.000 mình yêu ơi. Con hận tiền ông sẽ 58 mình đừng trăm đây mà con này đi. Chị ơi, 876.000. Đó như vậy sao không có anh yêu. Tiền công sẽ 58 chị ấy mục tiêu là hồng 50 rưỡi luôn. Hồng 50 rưỡi cục vàng không vàng. Thì thôi có đi qua mình chị ơi. Rồi, em sale một công gì thật, ổng cười khà khà lắm mới chơi. Tiền công sale là 256, 5 phân 72. 2.485. 2.485.000 mới vậy. 2.485 tiền công giá sale 256. Mới đường đây đâu mà, con đâu mà, sao vậy mà đâu. Mặt chỉ là cười khà khà luôn, 2.483.000. Làm gì có đơn nha. 2.483. Đó chị một tiên còn đó không còn mình mở ra em đi. Em có một cái gì ép máy mới chị ơi. Dài là 4 tấc rưỡi. Chiều dài là 4 tấc rưỡi. Trọng lượng và là 1.603. Tiền công xăng xe là 280.000. 6.035. 6.035.000. 6.035 tiền công xe. Dạ có, đây có xe tiền công chán nặng luôn. Cô lái với nhãn tím công 300 đi 18, chỉnh đi 19 mà không phải chỉnh hả?
xong chưa? Cái nhẫn này hả cô? Cái này phải không cô? Không. Cái này size 19 luôn nè cô nè. Cô ơi, đây 19 luôn nè cô. Cô im lại. Đây 19 luôn cô gái ơi. Này là 5664 cô ơi. 5664. Dây chuyền này bình thường có gì mua tiền công khoảng 650. Hôm nay xe tiền công còn là 1,2,2,8 thôi. 6,0,35. 6,0,35. Đó, 6,0,35 cái gì vậy? 6,0,35 nha. Rồi, cho Kim Lan luôn nè. Ở bảo yêu lấy cái này nè. Đó, 6,0,35 một dép máy mấy gì? Chị em bán lên thế nào nè? Rồi em qua cái gì nha. Tên bông tai móc máy 3 tặng 50 giây. Hàng khen quý vị nha. Đây là 7,03. Tiền công tăng sale là 250. 7,03 công sale giá 250. 2,985 công sơ giá 250 bạn anh chị ơi. Rồi 7 tổ không? Thì trong trong tủ rồi mày nói đi. Bông tai là 2,985 nha. Bông tai là 2,985. Nếu gì là 5 lít. Gì không? Mà nó nhỏ không tin gì đó nè. Tên nó ngắn. Tại vì trước trong cái tên nhỏ đó rồi. Nè, tên luôn nè. Đó, bao đẹp hả chị? Bông tai ba tàng luôn quý vị nha, móc máy luôn, đeo sáng cực kỳ luôn. 2,985,000. Một cái nhãn màu trà là size số 12. Tiền công em xe cái này là 100,000 thôi. 6,32 tiền công xe 100. Lấy bao cho khách đeo luôn không? Lấy bao được gì? 2,558,000. 2,558. 2,558,000. Nó nhỏ vô thay chút xíu nhỏ. Nè, mấy giờ nhỏ vô thôi em chút xíu quý vị nha. Đó, anh đi qua được không chi? Được. Đi qua được cục vàng thôi. Hai đường mấy? 2,558 mấy chị. Nè. Đấy. Chào mấy chị, 2,558 độ cơ có một đơn à chút. Đơn cái mai qua cháu của chị. Hả? Đâu cơ chị luôn nha. Ủa chị có cái nhắn đâu? Rồi 558 chốt cho chị là Nguyễn Tâm Men. Rồi chốt đơn chị vô nè. Cảm ơn chị nha. Rồi chốt chị. Rồi tiếp mấy chị ơi. Rồi tiếp. Sao vậy? Rồi tiếp mấy chị ok em ơi. Nguyễn Tâm An lên trước em chốt chị chịu rồi nha. Rồi sửa lên nữa nè chị nè. Đây em lên cái hộp trà này em bù đắp chị trước bên hồng thị đi nha. Cái hộp trà yêu ơi biết cao luôn. Rồi quá đẹp. Món này là 7,55. Thị trường là này 600 mấy chị hai xin ra cho gán chốt này còn nhiêu đây. Tiền công sale còn có là 225,000 thôi. Chốt đơn mấy chị ơi, 3,162,000. 3,162 công sale giá 225,000. Chiếc này là size ni số 14 luôn. Đây chị yêu ơi. Lấy size ni 4 đem chỉnh đi số 13 nhiêu cho. 3,162 công sale giá 225,000 quá rẻ luôn rồi yêu ơi. Đây, chị tiếp lên nhân thị của mẹ nhỉ. Chán ghê luôn á. Chị giúp nó đâu, chị nó lại chi nha. Rồi nữa mấy chị nè, lên nữa đi nhau trời quá đẹp luôn mấy chị ơi. Trời ơi, cái chiếc nhẫn đẹp quá mấy chị ơi. Đây nhau trời tiếp nha. Nhau trời tiếp nè. Nhắn một hộp trà 4 cháu kiểu 2 luôn đẹp giả luôn. Chiếc ni này là 14 luôn. Trời ơi 14 chị ơi, nhắn một trà quá đẹp rồi nè. Rồi lên sale tiền công cho anh chị luôn. Tiền công khác sale chiếc này còn bao nhiêu mấy chị? 250. Chiếc này công sale giá 250 nha. Rồi 5,78 công sale giá 250. Chốt đơn 2,498. 2,498 đeo được chính đi cho mấy chị ơi. Đây nhá hồng trà nhỏ mềm mềm luôn nha. 2,498 nên công sale 250. Lớn hơn chút đi em ạ. Lớn gì còn lớn này là không tình yêu nè. Ai lớn này đi. Thôi lớn này đi, lớn này. Ở lớn này mềm luôn, 9,3 dưới anh chị nè. Hồng trà viết 6 cháu trộn nó đẹp. Đẹp mấy chị ơi. Phương tắm luôn. Sani số 17 giùm em. Đeo được 59 đi nha. Rồi công thị trường 700,000 nè. Sale cho anh chị nè.
sơ cho chị chiếc này còn giá nhiêu đây? 275.000 ơi. Con sale 275.000. 3893. 3893 nhẫn 11 tầm chiều gửi không em hả? Rồi ok chị đem kiếm cho. Chiều gửi nha. 3893 giùm em con sale giá 275.000. Chờ lấy chiếc này đi nè, chiếc này lớn hơn Nguyễn Diễm quen nè. Chờ sang đi bao ni mấy chị ơi. Đang được chính đi chưa? Rồi lên thử đi nhắn là em chào chị Hiếu, em chào chị Nguyễn Ngọc. Xin chào mấy chị. Chị chia đi công việc nói chị ơi. Ôi rồi còn biết được nữa mấy chị nha. Biết già luôn như ơi, trời như biết già nó quá trời đề luôn. Chị muốn mua tầm cỡ 6 triệu quá hả? 8 phân 8 mấy gái vô kem nè. Còn 6 triệu hả? 6 triệu để em kiếm coi. 6 triệu nhắn một trà coi. Coi nhắn hộp trời coi, em có nhắn này là không chịu ơi nè. Mỗi nhắn một hộp mấy chị nè. Bốn cháu này nó vì hoa, vì có hộp trà nữa nè ơi. Chị tắm nha, vì có hộp trà nữa nè. Chiếc ni là chiếc size ni số là 16 giùm em. Chiếc này size số 16 luôn nè ơi. Cái này có chị size 582 thôi. Còn chị 6 nè em nè. Tiền công men sale phân nửa tiền công luôn. Tiền công men sale chiếc này cho chị còn giá chiếc này 275.000 luôn nha. Trời ơi, biết không đẹp luôn nè. 275.000 thôi tình yêu ơi. 6.429.000 chị Nguyễn Diễm ơi. 6.429 đeo được lập chỉnh đây cho chị. Rồi 6.429 công sale giá 275. Công sale giá 275 tình yêu ơi. Đây. Rồi có những ai quá trời đẹp luôn anh chị nè. Nhắn hình Simen 467 đây. Nhắn Simen 7 chiếc size ni lớn cho anh chị luôn. Size lớn đâu không phải chị, ok được không chị Nguyễn Diễm ơi. Size ni số 21 giùm em. Gái nào sinh đi 21 mình đeo vừa nha. Đây sinh đi 21. Rồi đẹp quá mấy chơi. 21 thì em gái nha, 22 thì mình đeo vô được luôn mấy chị, sẽ ôm luôn nha. Rồi quá đẹp. Nhắn sinh đi 21. Nhắn đi nữa mấy chị nè. Nhắn xin em hôm nay là sinh đi số là bao nhiêu đây? Rồi nhắn này sinh đi số 12. Rồi chiếc này sinh đi số 12 luôn anh chị ơi. Nhắn xin em sinh 12. Gái nào mua nhắn xin em sinh đi số 12 nói em lên trên chị chốt luôn. Sinh đi 12 cho em luôn nha. Đâu cơ lên nhãn 1 triệu rưỡi. Lên nhãn giá 1 triệu rưỡi đây lên trên chị chốt. Rồi lấy cái này đi. Đây có nhãn đồng tiền mấy chị nè. Nhãn đồng tiền mấy chị ơi. Có 1 năm lên có rồi. Đây 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 không đóng cửa đâu mà đây đi. Hello mấy chị, mua nhẫn khoảng 6 triệu hả? Có nào ta, có nào 6 triệu không ta? Ông bà già ơi, à, báo giá nhẫn Simen đi 12 hả? Trời rửa mặt một cái nó lạnh tiên rồi luôn. Cái Simen đâu rồi? Size số 12, tiền công sale là 220 đi. 842 tính tiền luôn bà nhà ơi. Nghe đây vừa tiền công sẽ là 220 3890 3.495.000 chị Trang Nguyễn ơi. 3.495 chị ơi. Một cái nhẫn hột 3.495 dây sắn xi 3 màu. Chị Nguyễn Diễm bữa nay trúng em đi bị hết nhẫn nữ nữa chứ. Để ngày mai coi chị mang lấy hàng công ty tìm lên cho mình được không chị Nguyễn Diễm. Chị đợi ngày mai em lên sẽ thành công nể cho. Đó. Nhẫn Simen là 3.495. Dán giấy vô cho tôi bà già ơi. Rồi có rồi chốt chị Trang Nguyễn nha. Cần cho em 1 triệu nội dung cái tên rút. Đừng có mua vàng hết nha chị nha. Đúng rồi chị tên thiệt luôn đó chứ. Dạ chị ráng đợi em nha. Ngày mai em lấy em lực với công ty về. Bữa nay em sang công ty lắc tay thiệt lắm. Em hẹn ngày mai đi em lên nữa cho. Ok, bé nó dịch vụ hành quá chị á. Rồi, em có một cái nhẫn đỏ. Một cái nhẫn đỏ nữ hoàng hồi nãy chị nào mua hộp trà được chưa? Alo mấy chị, thấy có chị nào mua hộp trà chứ được không? Em lên lại chưa nè. Em lên lại hộp trà cho mấy chị chốt. Rồi, cái nhẫn đây này trái tim mấy chị. Đây này trái tim đẹp không nè. Rồi, coi không đẹp lắm tiền gì nha. Đặc biệt là bông tai Dior không bằng. Bông Dior mà là bông bạc nữa nè. Cưng không mấy anh chị?
Trời, ta nói dư đẹp dày không gì không mua. Hôm nay đơn giản nhẹ bàn này, đây không thấy Ngọc Minh ta. Ngọc Minh đi đâu không thấy rồi. Ngọc Minh đây bạn nhỏ đâu rồi. Rồi bông tay mà bông tay vàng hơi lô không chị nè. À nhớ học đỏ bao nhiêu em mà. Học đỏ chị. Học đỏ là size mấy anh ta. Size 16 đó chị Lan ơi, chị đây được không. Size 16 nha. Tiền công sale rẻ luôn cho. Tiền công sale là 200 ngàn thôi. 1 chỉ 561. Tiền công xong sale là 200 ngàn. 6.272.000. Đó, nhắn đỏ dịch alo đi nè. 6.272. Rồi, sang cực kỳ đúng không vậy? Bình thường tiền công khoảng cách điểm đúng không chị ơi? Cái nhắn nè, tiền công tương xương khoảng cách điểm đúng không chị? Mà nay có 6.272.000 thôi. Tiền công xe 200.000. Ăn một bữa cũng hết không vậy? Mua liền cho em nha. Rồi, chắc cái lan lan nè, đẹp quá chừng luôn. 6.272. Đó. Rồi lên cho mấy chị một cái đôi ai, một cái đôi bông tai luôn. Bông tai chị có mặc cái chiều đỏ chưa? Chị Lan mặc cái chiều đỏ chưa nè? Mặc đỏ gì có chưa nè? Mặc đỏ thì công sale là 201 thôi. À, 2018. Tiền công sale là 201. 1.058.000. Đó, 1.058. Làm cái gì có đơn nha. 1.058.000. Rồi, chốt đơn giùm em mặc màu đỏ 1058. Cúc Hà biến hóa ra màu vàng luôn. Rồi, màu xanh luôn chị ơi. 1.058.000. Làm cái gì có đơn nha. 1058 em. Mặc đỏ bự hơn có không em hả? Mặc đỏ bự hơn là không có hết rồi. Chúng em hạ thôi. Chúng em hết rồi chị. Em còn cái đó à. Em còn màu xanh nè. Mỗi đồng tiền được không chị? Đồng tiền là bự hơn được xíu được ha, màu xanh. Một cái màu xanh xanh chấm thêm màu hồng hồng. Rồi em có cái bông tay bông bạc luôn. Bông bạc đủ màu á mấy chị. Đâu rồi? Bông tay đâu chị trời. Đây có màu trà nè, màu đỏ luôn chị gái nè. Màu trà màu đỏ luôn chị nha. Lấy rồi, thơm bỏ đi đi. Em có bông trà, bông đỏ. Hồi nãy có bông vàng nữa, để đâu không biết nữa. Em có một cái bông tay toàn ten si đáng nhẹ. Con có gì? Toàn ten si đáng nhẹ nhẹ nha. Trời ơi, một cái bông lắc tay chưa lên luôn có gì ơi, em quên luôn nè. Bữa trước chị nào em lắc tay ba màu đâu rồi. Hai chiếc ba, lắc tay bi ba màu. Lắc tay bi ba màu, hai chiếc ba. Rồi lắc tay toàn ten thương hiệu LV. LV không gì ơi. Đó, đúng vậy, thương hiệu LV nha, xinh cực kỳ luôn. Trọng lượng vàng là 1 chỉ 36. 1 chỉ 36, tiền công sale là 520.000. 5.810.000 giùm em. 5810, rắc tay LV, xịt đắng không các chị ơi. 5810, làm cái gì có đơn nha. Ok chị, để mấy chị coi nè. Rắc tay món, LV luôn. 5810. Rồi cái này nè, lắc bông tay xí đắng đó chị. Đâu rồi, để đâu rồi, trời trời. Anh em hỏi anh em ơi. Thôi giờ đã đầu nó quên nha trời. Không, bông tay xí đắng quá đẹp. Đây đây đây. Bông tay đắng là hình ngôi sao nha chị nha. Đeo toàn tay nhẹ vừa vừa nè. Tiền công bán bình thường là khoảng 400 mấy 500. Hôm nay tiền công còn là 200 ngàn thôi. 5/64. Tiền công sale 2 xị. 2.394.000. Đọc cái gì đây? 2394 là mình có đơn. Biết ra đây nè. 2394 chị ơi, chị à, bông tai toàn ten, xí đắng, nhẹ vừa luôn. Không có không dài quá chị ơi. Không có quá ngắn không chị nha. Nhắn đỏ đi máy rồi, em đeo vừa chị đeo vừa đó. Em đeo vừa chị đeo vừa chị thôi anh Kim ơi. 2.394.000 chị Lan ơi. Nhìn nó quá hả? Chị xin dâu mà. Ủa chị trẻ mà, có chị dịch sao chị Lan? Chị trẻ mà. Rồi lắc tay. Lắc tay trái tim. Trái tim đinh thương hiệu. Thương hiệu Tiffany. 2.054. Tiền công sale là như đây. Chán đậm luôn. 2.054. Tiền công xong sale là 400 thôi.
chốt đơn 8390. 8.390.000 thôi. Không sale 400.000. Tiền công sale là 4 xị. Tiền công sale là 4 xị. 8390. Đẹp lắm mấy chị ơi, lắc này cũng mua đen nè mấy chị nè. Đem mua đen mấy chị nha. Ôi tôi nói đẹp nhất cái nách luôn mấy chị ơi. 8390. Cắt tay đến tim. Vậy đây có chừng thấy nè. Nhắm màu đỏ là chị anh kim em chị đeo vừa em đeo vừa. Em đeo vừa chị đeo vừa. Size 12. Đây là lát có 5 triệu mấy hả? Ô cái cục nạ luôn. Rồi 9 phân 62. Tiền công xăng xe là 458. Con xe 458 mấy chị ơi, con xe 458 chúng ta chốt đơn mấy chị nha. 480 ngàn. 9 phân 62. 4.222.000. 4.222.000. Tiền công xăng xe là 408. Nhãn ngọc ô anh đỏ luôn. Đẹp cực kỳ. Cháu bao hết luôn. Size 12. Nhắn cho đeo đợi em xíu. 4.222.000. 4.222.000 mấy chị ơi. Công, công này á chị, bông nào chị Nguyễn Ngọc? Bông nào chị ơi? Đó, bông mai em nó mới nói chứ trời ơi đẹp mấy chị ơi, đẹp ai lùng luôn á. Bông tay làm gì nè. Là lát món nên mấy chị Lan đeo đẹp mấy chị Lan ơi. Lấy đi chị Lan, tiền công xe 350.000 mấy chị ơi. Rồi bán nó rẻ quá mấy trời. Mô Phật á. Bán ba bán không sợ bị con nó khùng ở trong nồi thì ông xe 52 nó ghi nè này nó khùng mày nó khùng nó luôn con xe 52 lâu cái đầu hơn cái tao nó tiền cho 52 mà sao mà ghi 32 mày đó đấy là chị 1.36 tiền công sale 502 5810 mày con kia lên đây 5.810.000 chị ơi lắc tay luôn cái này nó có cái gì đây đó nó có chữ nước ngoài đâu chị nè hàng hiệu của chị Lan nha đó hiệu của chị ơi đẹp cực kỳ luôn tiền công sale 502 chốt đơn đẹp quá chị 810.000 đẹp quá chị lãi lên chốt đơn thật hả ok chốt luôn lãi lên 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 chị nha rồi chốt chị ơi 3947 chốt đơn chị vô luôn dạ ổng mới học được chị Boca ơi vô khoảng cho em chốt bao ổng mới học được chị gái ơi giao khoản cho em gái chịu nội dung ghi tên Facebook không được game mua vàng cọc bông gì hết nha cọc bông không chưa rồi lên gì nữa đây người anh em đó lắc tay khoen lạc chị đã hỏi nhảy màu đỏ đâu nè tiền công xăng sẽ là 408 thôi 4.222.000 lắc tay khoen lạc khuôn tắm luôn 3.765 3.765 chị liên mặt hồi nãy chị đi chị giải cái đồ chị tiếc rồi liên mặt hôm mai phải không chị Nguyễn Tâm An ấm cái liên mặt hôm mai phải không vàng phải không à nhẫn Chanel xe máy em có nhiều xe lắm già Lê ơi có mấy xe đang chị cái đồng yêu rồi bảy em xe rồi xe này hiện tại em đang lên xe số 14 chị nè lúc bây giờ có một màu hai màu hai ba màu tiền công xăng sẽ là 606 1.824 con xe 66775 dạ không được chị hôm nãy không được cái chị ok nha 7.755.000 nhắn channel 7755 dạ ok chị không có gì bông tay hoa mai cho chị lớn tuổi ra được rồi chị bông baby nè trời ơi đẹp quá baby ơi con xe 309.000 mấy chị bông tay hoa mai tiền công xăng sale là 204 trọng lượng về là 1.855 trời tiền công sale là 254 3.566.000 3.566 lần cái đơn con xe nhất dạ từ. Một bài cũng mấy chỉ thì tháng sang ơi 3.566.000 bông tay hoa mai tiền công sale chấn động địa bàn luôn lớp biên mạo có luôn đi ơi mấy chỉ gãy vô nè dùng mà làm bạn sẽ làm hả cái đó có dùng bộ gì đó chứ có dùng thẳng dùng bộ em ngăn ngăn lấy dây dừng hoa mai chị ngăn hoa mai nãy chị Thảo chị đeo đẹp á cái đó đẹp của mấy chị nè cái dòng bản ấy, cái dòng bộ chị dòng bộ ấy, cái dòng bộ đồ à, bộ của chị hả baby ơi mua đi cho mẹ baby nè đẹp quá baby ơi 3.566.000 cái này mình đem được của chị nha đẹp cực kỳ luôn 3.566.000 giùm em ok chị cái này mình cần chung á cho
Vậy thì mặc nào ta? Đúng rồi, chi giống bộ chị. Bộ này chị phải đặt lại cái gì nha, cầm thêm hết. Bộ này rất là chơi. Lắc tay mặt người. Xin em quý chị, xin em bà luôn. Lắc bi một màu mấy chỉ cục vàng thôi. Mấy chỉ chơi. Lắc bi toàn ven thương hiệu LV 27-5. 27-5 mấy chị. Tiền công xăng xe giống gì như đây? 309 đi. Thôi chị Lan không, chị Lan lái nè, chị Lan nè. Tiền công xe là 309, LV nè, chiếc dép nè, LV nè. Rồi con mèo 10.912. 10.912.000, có nhãn chị Lan Lan chưa? Có bao nhiêu kìa? Ok, lắm là có sòn. Không, ở bên kia kìa. Ở bên Lan Lan kia kìa. 10.912.000. Rồi em qua, đến gì? Hoa mai đây chị Tâm An ơi. Chị thả cho cái em đeo đây chị, đeo cái này đi. Nha, đẹp quá trời nè. Đeo tháo đây đây nha. Tiền công xăng xe là 1.099.000. 17.620.000. Đó là mặt ngựa chị rồi, điểm lên nha. Mặt ngựa có thầy chưa? Cái gì? Có nào chứ? Lắc tay bi mặt người. Xây 3 màu luôn, 3 chỉ 30. 3.36. Tiền công này từ hỏi là có là 1.500.000. Hôm nay sẽ tiền công còn 8.500.000. 13.920. 13.920.000. Dạ nhãn này không có đi 20 chị Lê sushi lấy thôi. Mời chị lấy được đó chị. Này là 13.920 mấy chị ơi. Lát tay bi 3 màu. Còn chị lát 1 màu lấy mấy chị ơi. Chị gái ơi. Đó chị Bích Trâm Nguyễn Đằng. Chị Bích Trâm gì nè. Đẹp lắm mấy chị ơi. Xin cực kỳ cho quý vị nha. Tiền có mấy chị cháu lên tầm hỏi là có tầm 7-800 á. Lát tay phun tắm này. Có luôn, chị lên luôn. Nhét nam có. Còn bao nhiêu anh chị? Lát này chiều dạ là size 52 đeo vừa. Chị đang đem bao nhiêu chị ơi? Chị à. Này size 52 đeo vừa mấy chị ơi. Chị đeo vừa size 52 em sẽ lãi tiền công luôn kìa nè. Size 52 sẽ lãi tiền công luôn nha. Tiền công này trừ tầm hỏi là có tầm là 1.200.000. Hôm nay sẽ tiền công với chị là còn như đây. Trời ơi. Tiền công sẽ còn 358 thôi. 37.65. Xe hết đầu luôn hả? Đây tiền công xe 38 giờ hết rồi chưa? 15.026.000. Lắc món tầm 2 chỉ vậy rồi để em coi. Lắc món tầm 2 chỉ thôi. Vàng số 10, vàng 18 mà, số 10 của mình mà. Nè. Rồi, lắc tay khoe là phun tắm á chị ơi, phun sòn luôn, tiền công có 380.000 đi đâu mà, thấy không? Em bao giống gì luôn. Em mà tiền xe đây xe về luôn giống gì luôn. Tiền công có 380.000 thôi chị ơi. Chốt đơn liền cho em đi mấy chị. 15.026.000. Tiền công ngoài trừ là 1.200.000 nha mấy chị nha. Không có giá rẻ hơn đâu mấy chị ơi. Em bao tiền công giống gì luôn. Ai? Chốt đơn. Chốt 388 nè. Chị chốt 88 ok, lát năm là một lượng. Dạ có luôn chị Hào Hồ ơi. Không có lúc này. Bông này phóng chị xu lý gì em. Bông này là có ồ, chị Lan. Đeo mà đẹp với chị Lan ơi. Đang mất tiêu rồi. Rồi chốt lên tay cho chị nè. Trời tiền câu đâu mà nãy dữ trời. Bán cái lụa giống không trời, mua phạt đó. Chị bán rồi, em nhận rồi chị ơi, chị em nhận được rồi. Chị Lan đeo bông đẹp chị Lan nè. Hôm nay có mùa xuân liền chị Lan ơi. Chị chứ hẳn cho em 2 triệu hả? Đây rồi, ok chị. Đẹp quá chị. Thôi, hay là ưng bông này. Ưng bông nào? Ưng bông nào nói đi. Nếu em lên xe thì được không nha. Bông tay giả sòn lắm chị nè. Để bữa xuống tính nha chị hả? Dạ rồi. Bông đỏ hả? Ờ đẹp quá trời đẹp mà mấy chị. Đẹp thiệt luôn nha. Để thử cho coi nè. Trời ơi. Để người mẫu để thử cho mấy chị coi. Người mẫu Kim Chi MK. Để thử cho mấy chị coi. Đẹp thiệt trời luôn. Đây. Một rừng hoa mi nở. Một bàn chim én đưa tiên. Đẹp quá chị. Đúng rồi đúng rồi. Án đây được gửi lên Noel hết nha. Đó, bông đỏ.
đẹp đẹp cho lắm chị Lan ơi. Đó là tẩy mà. Đó, đích tẩy hả em? Đúng rồi. Trọng lượng chị là 7 phân 16. Có nhà bé ra đâu chị ơi? Tiền công xăng xe gì đây? Tiền công xe như ta? Xe gì được? Tiền công xe 58 đi Lan ơi. Công xe 28 chốt nữa mà chị ơi, 3.065.000. Lát xe đáng đó chị, 3.065.000 chị ơi. Cái đó là hàng bộ, hàng đồ bộ của chị nha. Hàng đồ bộ em chia tiền công giống luôn cái gì luôn á. Đó, như đây 3.065.000. Anh ơi có bao nhiêu? 65 của trời. Em ơi, năm rồi. Chốt cho chị Lan luôn, đẹp quá chị Lan ơi. Bữa nay mua đồ quá rồi, ấy luôn nè. Đẹp đẹp giờ luôn chị ơi, 3.065.000. Rồi lên luôn. Lên như đây, vòng bé trai và cống mấy chị ơi. Vòng bé trai trơn mấy chị nên à, lắc nam một lượng mấy chị nè. 9 chỉ nam hai mấy được không chị ơi chị à? Khoan lạc. Rồi thẻ này kỳ luôn. Là một lượng luôn giùm em luôn. Lắc sáng 2 chỉ. Đây lắc sáng có 2 chỉ 3 luôn chị ơi, tim luôn nè. 2 chỉ 32. Rồi cái này lắc con ong. Con ong là 1 chỉ 992. Đó con ong nè, 1 chỉ 992 được không? Nhấn không hả chị? Rồi nhấn không để em. Nhấn hoa đây có không ta? Nhấn bông nhấn hoa hột trắng hột màu. Nhấn hoa gì nè. Ô đây 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 đây. Đây 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 đi chị bông rồi đi. Bông này là 1 chỉ 474. Tiền công này trường tầm khoảng là cứ là 700-800. Hôm nay xe tiền công còn là 307 thôi. 1 chỉ 471. 6092. Thì con sơ giá 370 chị ơi. 6.092.000. Con sơ giá mấy này quá trời đẹp mấy chị ơi. 370.000 nhanh tay chốt đơn. Ok. Nhét đổi cho xem. Chồng bố này như em ạ, bên em có bao giá mời chị ghé tiệm. Chứ đó là xe 18 cái gì nha. Chị lấy được luôn. Tiền công xe 58 luôn, đồng giá luôn. 1.627. Con sale giá là 280. 358. 358. Chốt đơn mấy chị yêu của em ơi, cái này là 6.710.000. 6710. 6.710.000. Chị Nguyễn Ngọc nè, 671.000 ơi. 6.710.000. Cái này hả? Giá không đủ quá chị. Dạ ok, cảm ơn chị Lan. Ông ở tiệm mình đây có một cái tay xi trắng nữa nha. Không lắp tay em hãy xíu còn bông tay xi trắng còn chị Lan ơi. Em lấy những đầu bông tay. Bông tay trắng bông tay sát tay á thì mua hô hóa. Có một đầu nữa. Lấy được chị Lan với mua luôn. Có ý nào nữa không em hả? Bông bông hả? Đầu đầu để em ngăn 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 ngăn. Lan ơi. Bông trà đẹp nè, bông à bông trà chứ mà bông thủy. Ôi bông trà đẹp đẹp quá chừng nè. Gắn ơi. Gắn bông bông ơi vậy nè. Còn cái gì nữa không? Đợi em nghe, đợi em xíu. Để em đo chị gái kia đã. Ba tóc này. Chị ơi, nếu mà không tính thân đao chị nó có 4 tấc mốt chị gái ơi. Tính luôn thân đao chỉ có 4 tấc tư chị ơi. Lát bán bự chi hả? Bán bự chứ có mấy lượng. Dạ chứ năm có luôn chị gái ơi, chị nè. Trời ơi đẹp quá không nè, cái ơi, Tâm An ơi. Cắt đâu chị ơi chị à. Đẹp chưa? Đó, lên có không chị gửi tin nhắn hả? Có chị Thanh Mai chị gửi gì cục vàng. Để không vậy tiền cho em sao chấn động rồi 1.099.000 cái tiền công thôi, em không có dính sai cái gì nha. Chốt đơn 17.620.000. Em có tiền công sáng rồi mới giờ không mất được, không có mất thêm bao nhiêu rồi không chỉnh đi được nha. Rồi chỉnh nam lắm mấy chị, 3.553. Tiền công xăng xe như đây. Rồi ok chị Minh Tiết nè, tiền công xăng xe là 875.000, 3.553. 14.696.000. Ni tay số 20, 21, 22 đeo ok chị gái ơi. Chị Trần Lan lắm bán bản bật mới lượng Trần Lan ơi. 14.696 giùm em. Rồi em qua 14.696. Chị Thanh Văn ơi lấy cái gì Thanh Văn cửa hình giùm em Thanh Văn ơi.
đó, 14.694.000. Em có một cái nhãn phun trà như dạng sò 5 phi á mấy chị ơi, 9/54 nha. Sao là size số 18? Thì ở đây 18 vừa lấy luôn cho. Rồi, dấu cho mình biết nè, cọc chuyển khoản để nào, nhưng mà tên Facebook không được ghi mua vàng cọc nhẫn á chị nha. Đó, cảm ơn chị rất là nhiều luôn. Chị Thanh Văn ơi, chị Thanh Văn gửi cái gì chị Thanh Văn? Học cái nhẫn size số 13. Một cái nhẫn size số 13 mới chị ơi, đẹp không chị? Ôi chị Lan ơi, chị Lan có nhẫn cái trang luôn chị Lan nè. Không, nó có sát tài đấy mà. Sao hỏi cái lá cham nãy giờ mới trả lời mà hả? Lá cham nào? Em mới là chị quá trời mình ta mang, chị có em đó không? Alo, chị có em đó không vậy? Bây giờ em hỏi gì chứ em nói không? Alo Tâm An ơi, Tâm An có nghe em nói không chị ơi? Mấy chị có nghe em nói không á chị? Mà chị kêu chứ kêu em trả lời kìa. Nhẫn 13 xanh chi hả? Chị Lan Lan còn nó không có nhẫn hay trang cái bao luôn chị Lan nè, chị Lan ơi. Lan ơi Lan, Lan có biết không là ấy dầu à. Rồi nhãn xanh thì ba em coi. Size 13 luôn chị gái ơi. Size 3 luôn. À, 8/8. Tiền công sale là 250 thôi. 3.673.000. 3673 giùm em. Chị đây hả? Có nhãn cái trang luôn chị Lan nè. Thì không chị, nhãn cái trang nè. Biết giống mua nữa. Mà chưa nè. Chị coi coi. Rất kia là hột tròn, cái gọi đó là hột chưa à. Bộ đâu bà nội, bà lao không phải hột bộ đâu. Má tương tự với cái mặt của cha luôn nè, cũng đẹp á. Đó, nhẫn xanh đi ba chị ơi, 8/8. Tiền công sơ 250. 3673 chị, tê tê lê ơi. Đó chị gái, tay số bao lâu chị nè. 3673. Chị ơi, hôm nay thi nhắn nè không? Bao nhắn nó cũng đẹp chị đang nè. Đeo diện dầu á. À, cái này như đây 9/4. Tiền công xăng xe 2 sĩ tính tiền 9/4. Tiền công xe 2 sĩ 3.717.000. Bông tay xí sẵn 3717. Tiền công xăng xe là 200.000. 3717. Rồi chị ơi, em có những bông gì nè. Bông đen Nguyễn Ngọc đúng rồi. Bông đen vậy nè. À, chị gửi nãy giờ rồi, rồi nãy rồi. 3717 chốt chị Lan Lan luôn. Cái gì vậy? Em á, để bán luôn chị ơi. Đây, cái này là à, bột chỉ 764. Bông này nữa là 2.585. 2.585. Rồi, bông mai vàng là 2.165 chị ơi. Bông mai vàng, một rừng hoa mây nở, một bài chim én đưa tiên. Đó, có được cái nào còn hai bông hồng nữa đi chị la chị đó. Ngọc nè. 2.303 bông hồng ơi chị ơi, bông hồng đẹp nè. Rồi, sốt sát chèn ơi chèn. 2.303. Rồi, chị Thanh Văn đúng không? Xe đậm sâu với mình lau luôn. 8 phân. Tiền công sale 203 tính tính này luôn. ba triệu 342 ngàn. Tiền công xăng sale là 230 ngàn thôi chị gái ơi. Đó, chị Thanh Văn còn không? Chị Thanh Văn còn không? Còn bà lựa giùm em đi. Công xe 203 bà già ơi. 3.343.000. Alo. Tiền công sale là 230. Đó, một đơn. Tiền công xăng sale là 230. Rồi, một cái nhẫn này luôn. Nhẫn bông size số 12. Đó, à, dạ có nhắn bốn phần gì đâu Thi ơi. Cái là 9/7 nè. Tiền công xăng sẽ là 530. 4.303.000. 4303 giùm em.
Đó, 4.303.000 làm theo cái đơn nha. Một cái nhãn bông mây đỏ 4303 530.000. Nhãn 343 hột trắng đồng bào gì luôn thầy ơi. Nhãn hoa hột hồng mới lên lên em à. Cái này phải không chị? 4.303.000 tiền công sale 503. Nhà ra hàng vừa đưa bộ đồ ra. Ủa chị Thanh Văn kêu gửi mẫu rồi lên chốt đi thôi, im đâu vậy? Sao hả? À, chị xem bông hồng nhé hả? Ừ. Bông hồng. Bông hồng đây. Bông hồng là size số 9, số 10. Bông hồng thì công là 380 luôn. 2.584. Mười triệu ba trăm ba mươi hai ngàn. 4303 có ăn cùng mẫu không hả? Bao mẫu có nhưng hết mất tiêu rồi chị Đu Vi Mặt Trời ơi, khách không mất tiêu rồi. Đó vậy chị lấy trước đi rồi có gì em về lấy thôi cho. Không có hộp hả, rồi để em coi cho. 4303 đi giá lâu quá bà nhà ơi. Không có hộp á em hả? Bây giờ cái nào nha? À không phải đó hả? Hai chiếc bọc 65 nè. Hai chiếc bọc 65 là một chiếc. Này là 2.474. Cái này phải không? 2.474 đi bé ơi. Tiền công xe 358. Ừ. Rồi chốt đơn 10.004.000 giùm em. 10.004.000. 10.004.000. Chị Lan ơi, chị Lan em cầu cũng đang xí luôn chị Lan nè. Bông tai sòn vuông xí luôn chị ơi. 10.004.000. Bông tai, đúng rồi, bông móc nhẵn nhẵn. Tai nhỏ ơi, chờ em sai lắm sao chờ mua nhẵn sâu chị quá. 358. Bên trực tướng. Bạn nào nhẵn tính được nhẵn sâu thì mua quá. Đây rồi. Chị ơi, nhẵn 3-4 phân là phải cái hột trắng hột màu không chị? Còn nào mình lượm lên cho. Không phải hai chiếc đó hả? À, đây 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 đây. Trọng lượng giờ là 2.303. Tiền công là 950. Hôm nay sơ tiền công còn là 420.000 thôi. 2.303. Tiền công sẽ là 420. 9.379.000. 9.379. Bông hồng mặt sỏ hả chị? Mặt sỏ đen hả? Rồi cáo đây rồi. 9.379.000. Tiền công sang sale là 420. Hoa hồng. Rồi bông sòn vuông chị Lan ơi. Chị xem bông vuông trắng luôn đây. Đây bông vuông trắng đó chị ơi. Bông vuông trắng là 4 phân 46. Rồi còn chị ơi. Tiền công sang sale giống vậy như đây. Tiền công sẽ là 190.000 thôi. 4 phân 46. Tốt hơn 1925 giùm em. 1.925.000. Những cái chỗ lô hảo là cái tim á chị nha. Người ta làm chữ hết tim nè. Tim đúng không chị? Đó 1.925.000. Em qua chụp hình gửi nhắn về xem luôn hả? Rồi ok. Đó. Cháu chị Lan Lan luôn. Chị Nguyễn Ngọc lấy cái nhẫn nè. Rồi chị đang lao mấy bông tai 1925 nè. Mấy cái mắt là tim á chị ơi, đẹp cực kỳ luôn. Để thôi bao nhiêu giùm cái thôi. Đây mặt sỏ đó chị ơi. Mặt sỏ đây này đúng không chị? Chị ơi. Tiền công xăng xe là 299.000. 3 phân 54. Chốt đơn 1677. Đây 1.676.000 chị ơi. Mặt cái chuyện sỏ đen 1677 giùm em. Đen xanh. Đó, đen xanh luôn chị gái ơi. Đen tình thì đỡ bạn, mà đỏ tình thì quên đi. Rồi mặt xanh luôn. Rồi mặt trắng luôn á chị ơi. Chị Bách Hợp. Bách Hợp ơi. Bói Bách Hợp ơi. Rồi 1.677.000 tiền công sale là 299.000 bà nhà cái tiền công vô để quên.
bữa nay sao tùm lum giá hết trơn á, không có giống à. Còn ông trắng hình tròn cũng được hả? Ông trắng hình tròn bông đi rồi. Mặt sỏ hả? Mặt sỏ có không? Không. Như có mà đỡ bà đặt lên. Mặt sỏ quá hả? Con kỹ con hương nó coi kỹ coi. Đây, một đôn tay chị nè. Bông mà tiền công sẽ là 199.000 tiền công. 9 phân lễ chính. 37, 35 giùm em, bông bạc luôn. 37, 35 công xe 199.000. Bông cái gì đâu mới ai hết rồi chị ơi. Cảm ơn chị đang làm của em, cảm ơn chị gái của em. Cảm ơn chị, chúc chị ngủ ngon. Rồi 3.735.000 bông tai bạc luôn. 3.735 là một vòng nè, một bông nè. Mặt sỏ mặt tivi có không anh em? Đang kiếm mặt sỏ có không chị? Để em coi kiếm nó nghe. Em coi có mấy điện thoại xí đó, sáng sẵn luôn đi chị Nguyễn Ngọc nè. Được không chị? Bông mấy điện thoại sáng sẵn luôn, được em xe luôn cho nè. À, chị nào có hả? Để em coi có không lấy chưa? Bông này tiền công sale như đây. Tiền công sale là 208 thôi. Trọng lượng vàng là 9.65. 4034. 4.034 nha. Còn giá sale. Hương ơi mặt sỏ, sỏ nó đen có chưa? Sỏ chưa? Mày nghe. 4.034.000 chị Nguyễn Ngọc ơi. Đó, được không nè? Cái này không phải toàn fan chị ơi, cái này là bông tai điện thoại chị gái. Bông điện thoại nè. Một cái bay nói gì chị nè. Đi vậy nè. Đó. Em để cho coi. Ủa chị Thanh Văn lên rồi, Thanh Văn không sao không giấu Thanh Văn. Thôi chị ơi, đi về nè, cục vàng ơi. Đeo trẻ trung lên lắm chị gái nha, đẹp cực kỳ luôn. Đế tẩy, vàng là vậy đế tẩy của chị nha, không phải là vàng bạc đâu. Nó toàn fan luôn. Ông mặc em lên rồi mà chị, em lên luôn hai mẫu rồi mà. Ủa? Ok chị. Đại Thanh Văn nè, tiền công xe 230 chị nè. 3342 chị ơi. 3.342.000. Rồi còn đâu là tiền công xe là 199.000 tiền công thôi. 3735. 3.735.000 rồi em qua nha. Bác nợ vơi bây giờ không còn mặt sỏ chị ơi. Còn mặt đen này thôi. Mặt khoen chị, thấy mặt sỏ rồi. Bác nợ em hết mặt sỏ luôn cái chị gái nha. Em chỉ còn mặt đen thôi, hết mặt sỏ rồi chị ơi. Để em nhầm ra ngoài lâu đầu ra ngoài đi. Đẹp quá chị. Đẹp gái quá chị, lắc tay bạn lớn nè. Đó, 3-4 cái hàng kia khoen lạc luôn. Đã lớn cực kỳ luôn, phun tắm ấy. 2 lượng mốt, 8 hơn hơn. À, bông này hả chị? Bông là bông vàng nha, bông, bông trắng, bông ý nha, bông vàng. Tiền công sale lên cho chị lên như đây 208 thôi, 4.035.000 chị ơi. Bông vàng mà xe đắng sẵn chị ơi, 4035. Chị cũng mua bông toàn tay không? Bông toàn tay em có bông tay toàn tay nhẹ nhẹ nè, 3 bông mấy, 4 bông, có 1 triệu mấy thôi. Tiền công sale 208 đó thôi, đẹp cực kỳ luôn. 4.034.000. Dạ, giờ mấy tháng có Hoàng Thi ơi. Em mở inbox nha anh trai. Em mở inbox đi mấy bạn tư vấn cho anh cho. Cái gì? Cô lấy lên anh trai. À, đem xem đeo nè, nè gì nè. Đeo đeo nè. À đâu em xem đúng không? Bông mà bông mà nãy lên tiền công 58 đi chứ là về cho bác đi. Đây, trước mắt nè nha, bông tu mì luôn. Tiền công xe có 180 cạnh thôi, 2.195.000. Bông tu mì, 2.195. Chị lấy bông này mấy đôi, chị ơi, lấy mấy đôi. Chị lấy mấy đôi nè. Hai đôi một đôi. Đó, lắc tay, trái tim. Tiền công xe là 400.000. 8.390.000 chị ơi. 8.390. 8.390 lắc tay tim. Lắc trái tim. Đó, bông tai đẹp lắm luôn chị Thanh chị ơi. Đợi xíu lên cho. Chị Thanh Văn lấy mấy đôi Thanh Văn ơi.
Thái Châu đang mang là 4.034.000. Chị lấy mấy đôi thanh văn. Đâu kìa Hương ơi. Hương. Một cái nhãn bếp trà lắm quý chị. Bếp trà là xe máy người ta. Size số 12, 13. Đó, tiền công xăng xe cái mấy chị này như đây. Tiền công xe là 208 thôi. Tiền công xăng xe là 208. 884. Chốt đơn là 3.719 nha. 3.719. Là mấy chị có đơn nha. Giá một bao kỹ có luôn chị gái ơi. 3.719.000 cái giá bây giờ ơi. 3.719. 3.735 hả? Rồi con này. Rồi con chị có mày lấy không chị Thanh Văn? 3.342 chị lấy không? 3.342 chị lấy không nè. Em có một cái đông tay vỏ sách thương hiệu hơi mệt 8/86. Tiền công sale là 254. Rồi chốt đơn 3.687.000. 3.687 giùm em. Bông tay hơi mệt 3.687. Rồi chốt bông hả? Chốt bông hoa mẹ chị Bích Hợp nè. 3.687. Còn một bạn kiếm ấy xem chị đau. Còn nhiều. Công xe ra mấy chị ra. Rồi bông tay toàn ten rồi chị nè. Thôi rồi. Em xem lại bông vừa rồi hả? Bông vừa rồi thấy chốt rồi chị ơi. Bông tay toàn ten tiền công sale là 180.000. 2.039.000 giùm em. Bông toàn ten tới tim luôn quý chị ơi. 2039 là một mã nè. Rồi lên tiếp nha. À đâu trước á chị. Bông là bông tay tiền công sale là. À bông này hả? Đó là bông tay nữ hoàng. Bông nữ hoàng là 1.698. Tiền công em sale luôn chị là 250 thôi. 1.698. Tiền công xăng sale là 250. 6.855.000. 6.855. Nó còn một đôi về mà nhỏ hơn nữa. 6.855 chị Bích Hợp ơi. Đó. 6.855. 6.855 tiền công xe 250. Như một bông chỉ. Bông tay bay tiền công xe 180.000. 3809 giùm em. 3809. Đôm nay toàn tay hoa mai tiền công xe 180 luôn. 1.822.000. 1.822. Rồi à, kiểu khách lên em xem mà. Kiểu yêu khác hả? Kiểu mà vừa phải không? LV không? LV không chị? LV là 1.427 nè. Đó. Bông tai toàn ten màu hồng. Tiền công xe 108 luôn. 1.849 giùm em. 1.849. Đang ơi. Đang nhỏ. Cho mấy hôm nay còn đây một kiểu kiểu thương hiệu nhất của bông tai chứ hờ mấy á. Đó vừa rồi toàn ten là khách chấu rồi chị ơi. Khách mua được rồi chị. Đó, một cái lắc tay thương hiệu luôn. Một cái lắc tay thương hiệu đúng không chị? Đây nè, là trồng lượng vàng của nó là nó có thương hiệu toàn ten. Ở đây là dưới là Lệ Vi. Tiên Lệ Vi đúng không chị nè. Lệ Vi nha. Đây nè, đẹp quá chừng luôn. Dạ em có không sắc tay luôn chị thấy ơi. Đẹp quá chị. Tiền công xăng xưa là 520.000. Chốt đơn 5810 giùm em. 5.810.000. Em đòi lại bông có hột trắng 2.000.000 hả? 2.039.000 Phạm Lành ơi. Đó, 2039 với chị nha. Tiền công em sale là 180.000 tiền công thôi. Lắc tay LV là 5.810.000. Đó, dây đi vọng của chị gái nè. Đi vọng là 3.751. Tiền công xăng sale chị là 390.000.
14981 ngày giùm em. Tiền công xe 39 14981. Rồi chị Phạm Lành cháu liền cho em bông tai đó chị Phạm Lành đó, đẹp quá chị ơi. Tiền công xe chắc nặng luôn. Bông này tôi lại giùm em chị Thảo em ơi, tôi lại giùm em mà. Bông tai này chị bất hợp ơi, bất hợp còn nữa không? LV. Đó, bông chi lớp luôn. Rồi bông tai vỏ sách hơi mệt chị ơi. Bông vỏ sách hơi mệt. Bông tai gì đây? Bông tai vô niệm. Bông tai hơi mệt. Rồi bông tai cỏ bông lá. Đó, bông tai ngô sao. Đó, bông tai chữ thương hiệu Bắc Ri đó. Bắc Ri. Đó thương hiệu gì nè? Mã 1 giùm em, mã 2, mã 3, mã 4, mã 5, mã 6, mã 7, mã 8. Chị bắt đầu đó rồi. 8 cái mã này đó mã nào chị ơi? Rồi, chốt mầm lành luôn, 2039 đó nha ơi. Đó, cộng đơn lại chị giúp em là thu hồi dưới 5 triệu vậy nha. Nội dung chứng khoản cái tên Facebook giùm em 18419 hả? Ông gì 18419 đâu rồi? Đâu? Tôi đi hết chút. Rồi cháu chị Tuyết Linh Trần Thị nha. Đó 1367 rồi ok. Rồi chị Tuyết Linh Trần Thị chứng khoản nhớ để nội dung là tên Facebook của chị. Đừng có dạng của chị nha. Mã 5 đây nè em nè. 245 nè. Số 7 đang lên giá nè. Rồi bây giờ em lên từng khoản em mới vậy nha. Chốt cái nào bình luận giùm em. Mã 1 thương hiệu đây nè. Đó, trọng lượng vàng là 7.9. Tiền công sale là 2.5. 7.9 ngân ơi. Tiền công sale là 2.5. Đó, mã 1 chốt là 3008. 3.008 nha. 3008 thương hiệu đây mấy chị. Người em biết nữa em ngủ quá. Rồi 3008 là một mã nè. Mã số 1. Rồi mã số 3. Thương hiệu bốn lá luôn. Tiền công sale là 230. Chị em ơi, lên chị Di chào. 3486. 3.486 nha. 3486 là mã số 3. Mã số 3 phải không? Mã số 2. Mã số 3. Rồi. Rồi mã số mấy đi? 1 3. Mã 4 này. Mã 4 là hơi mệt. Tiền công là 250. 3.825.000. 3825 mấy chị yêu ơi. 3825 giùm em. 3825. Cậu thấp, ok. Rồi vương niệm. Tiền công sẽ là 203. 1.042. 4.283.000. 4.283 giùm em. Đó, 4.283.000. 4.283 giùm em gái. Đâu rồi, có nhãn tiền công như vậy. Công như là 4.2. Đó, để mấy chị. Đó, cháu nằm cháu đi mấy chị ơi. Bông tai nha, 4.283.000. Rồi bông tai thương hiệu LV. Tiền công xe 3 luôn. 3.381.000. 3381 bông xe giá 230.000. Anh chị ơi, nhân tay chốt đơn. Bên mình có thanh toán thẻ tín dụng không em mà mua vàng nữ trang có chị nha. 3381 giùm em gái. 3381. Rồi em qua. Bông tai chữ lớp U, lớp B đây. 8/16. Tiền công sẽ là 230 luôn. 3.404.000. 3404 mấy chị ơi, nhanh ta chốt đơn. Rồi, chốt lại Vi là 3381 của chị nha. Bông này luôn là bông chữ lớp luôn là 3404 giùm em. 3404. Bông tai thương hiệu vỏ sách LV. LV vỏ sách. Tiền công sẽ là 299.000. 4846. 4.846 giùm em.
4846 thương hiệu giỏ sách LV. Em xem giá cổ chị, giá cổ thì em sẽ đưa vào cổ chị ơi. Dạ vừa chị, bóng này vừa chị ơi. 4.846.000. Dây đàn cổ ông đang mang tiền công là sale như mất bớt đi rồi. Dây đưa phận của chị Ngọc Quế. Đó, 3.751. Tiền công xăng sale là như đây. 309 cái gì á. Ủa không ta. Tiền công xăng sale là 458 chị ơi. Tiền công là 458. 3.751. 15.071.000 chị ơi. 15.071.000. Dạ đoàn anh ơi, mua vàng là nửa trang là bên em có tài khoản nha anh chị. 15.071.000. Dây đi vòng đẹp nhất hả? Ok chị gái luôn. Cái này đâu cần bỏ đâu em, đều khoan lạc mà. 15.071.000 dây chuyền đi vòng. Tiền công xăng sale là 408. Rồi mấy chị, bây giờ mấy chị muốn mua ra em xuống like nè.